Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 84. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên nụ cười sung sướng, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm hẳn, xoay người leo lên ngựa. Bốn móng của huyết long mã phi như tia chớp, lôi hỏa bùng lên dưới chân, cả một đường chạy như bay. Phi với tốc độ như bay này liên tục đến thẳng biên giới của núi Viêm Long thì Lâm Nhất mới để huyết long mã dừng lại ở một khu vực hẻo lánh. Đúng vào lúc khi Lâm Nhất chạm đất, sâu trong núi Viêm Long có một âm thanh gào rú phẫn nộ cùng cực vang lên, sộc thẳng lên trời. Vang vọng khắp cả núi rừng tĩnh lặng. Cơn giận dữ như vậy thậm chí còn hơn hẳn cả lúc đối mặt với Thiết Huyết Kiếm Môn, nhưng âm thanh lại rõ ràng suy yếu hơn nhiều. Nó đã bị Lâm Nhất rút hết 9 đạo tinh huyết bản mệnh, rõ là nguyên khí đã bị tổn thương rất nặng. Nếu nói vết thương vừa rồi chỉ dựa vào thể phách mạnh mẽ của nó là có thể bình phục trong vòng 2, 3 ngày, nhưng 9 giọt tinh huyết bản mệnh này lại khá chí mạng, đánh thẳng vào bản nguyên. Không chỉ làm nó trọng thương, rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt, thậm chí tu vi còn có nguy cơ thụt lùi. Nó cực kỳ giận dữ, liên tục gào giống, trút giận ở trung tâm núi Viêm Long. Tất cả những con yêu thú bị nó phát hiện đều bị tra tấn đến chết, vô cùng thê thảm. Hàng loạt cây cổ thụ chọc trời bị phá hủy, hết ngọn núi này tới ngọn núi khác bị nó đâm sụp đổ. Nó muốn tìm ra người đã rút máu của mình, nhưng Lâm Nhất đã chạy trốn thật xa, dù nó phẫn nộ thế nào cũng không thể tìm được. Trái lại, các đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn đang tìm kiếm Lâm Nhất trong chỗ sâu núi Viêm Long bị đánh rất thảm hại, khổ không thể tả, chẳng khác nào một cơn ác mộng. Con yêu thú này điên rồi à, không phải chỉ là 9 giọt tinh huyết bản mệnh thôi sao? Lâm Nhất bĩu môi, thản nhiên nói. Nếu Tử Điện Ma Long Điểu nghe thấy lời này chắc sẽ tức chết, đây là 9 giọt tinh huyết bản mệnh đấy. Yêu thú bình thường bị rút nhiều tinh huyết bản mệnh như thế chắc chắn sẽ chết. Nó là yêu thú thiên phách cấp bậc bá chủ nên mới gắng gượng chịu đựng được, nhưng dù vậy cũng bị thương rất nặng. Trong vòng 2, 3 tháng, nó sẽ ở trong trạng thái yếu ớt, chỉ có thể ẩn nấp. Đây là một nỗi âm ức rất lớn đối với nó. Chữa thương trước đã. Đuôi rồng của Tử Điện Ma Long Điểu quật chúng làm Lâm Nhất bị thương không nhẹ, trạng thái này không thích hợp để luyện hóa máu. Sau một đêm, cuối cùng Tử Điện Ma Long Điểu cũng chịu dừng lại. Không muốn dừng cũng không còn cách nào khác, với trạng thái của nó hiện giờ, nếu bị kẻ địch mạnh khác phát hiện thì nó sẽ gặp nguy hiểm, dù là bá chủ cũng sẽ có khả năng chết. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống nơi yên tĩnh này. Sương sớm, ánh ban mai, hoa lan nở rộ trong sơn cốc hoang vắng, vạn vật thức tỉnh. Lâm Nhất mở mắt ra, trở tay lấy bình ngọc đựng tinh huyết ra ngoài. Đã đến lúc luyện hóa rồi. Răng rắc, hắn bóp nhẹ tay, bình ngọc nổ tung trong tay hắn, 9 giọt máu của Ma Long Điểu hòa trộn với nhau, không ngừng ngọ nguậy như có sự sống. Sát khí ngập trời ẩn chứa trong đó khiến người ta kinh hãi. Mí mắt Lâm Nhất mất khống chế khẽ giật, trông hắn có vẻ hồi hộp. Máu của Ma Long Điểu chắc chắn không có sức đột phá mạnh bằng máu Thương Long, nhưng nó không tinh khiết, cũng không phải máu rồng thuần túy. Nó chứa rất nhiều yêu sát, oán hận, bạo lực, khí giết chóc ẩn chứa trong đó rất hỗn tạp, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị xâm nhập. Nhẹ thì tính cách thay đổi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đặc biệt là Lâm Nhất còn cực kỳ to gan rút 9 giọt tinh huyết bản mệnh, nếu Lạc Du có ở đây nhất định sẽ sợ rất quai hàm. Cảm nhận được sự đáng sợ của máu Ma Long Điểu, vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu mới giang hai tay ra. Xoẹt! Quần áo trên người Lâm Nhất lập tức rách toạc ra, 9 giọt tinh huyết bản mệnh bị điều khiển dung hợp với Thương Long ấn trên ngực hắn. Khi máu dung hợp với Thương Long ấn, một cảm xúc tiêu cực cuồng bạo từ tim lan ra toàn thân, trong đôi mắt sáng ngời trống rỗng của Lâm Nhất lập tức xuất hiện tơ máu, thoạt nhìn như mắt thú dữ trong đêm tối phát ra tia sáng lạnh lẽo. Cũng thú vị đấy. Sự cáu kỉnh và sát ý kỳ lạ lan tràn trong tim, Lâm Nhất nhếch môi cười khẩy, nhẹ giọng lẩm bẩm. Muốn làm rối loạn bản tâm của ta? Không có cửa đâu. Trong mắt có tia sáng thoáng qua. Kiếm ý toàn thân Lâm Nhất lặng lẽ phát tán ra xung quanh, không ngừng di chuyển trong cơ thể. Lòng này, cương trực công chính.
Lòng này, đến chết cũng không đổi. Lòng này, không sợ sinh tử. Đây là tấm lòng hướng kiếm của Lâm Nhất, có nhạy bén, có quyết đoán, có khoái ý ân cửu. Thất khiếu linh lung, thiên biến vạn hóa, nhưng trong vạn loại biến hóa lại không hề có lòng dạ thâm độc. Tấm lòng son này sao có thể mặc các ngươi làm càn? Chém. Trong kiếm ý tung hoành, rất nhiều cảm xúc tiêu cực và tâm ma hình thành đều bị chém. Khi cảm xúc tiêu cực kia bị chém tan, thương long cửu biến lập tức vận chuyển, lực lượng thương long cổ xưa dao động, bắt đầu tiếp xúc và dung hợp với máu ma long điểu. Máu ma long điểu vô cùng bá đạo, nhưng khi đối diện với lực lượng thương long, nó cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên. Xoạt, xoạt, không có cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu, Lâm Nhất luyện hóa rất thuận lợi. Trong lúc luyện hóa, sức đột phá cuồng bạo và đập trong cơ thể cũng khá có uy thế. Nhưng đối với Lâm Nhất, hắn đã từng gặp máu thương long tinh khiết chân chính, chút gợn sóng này không là gì cả. Khi lực lượng thương long không ngừng luyện hóa, lôi văn trên cơ thể Lâm Nhất đồng loạt thay đổi, bắt đầu hỗn tạp. Một sức mạnh vô biên và cuồng bạo tích tụ ở lồng ngực, giống như một tòa lôi trì được xây bằng máu. Thương long ấn trên ngực ngọ nguậy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Dấu ấn nhìn như lớn chừng móng tay, khi thay đổi nó liên tục cô đọng, hoa văn càng tinh tế, rõ ràng rất mảnh và yếu nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác dần trở nên nặng nề. Long uy thượng cổ nặng nề như vực sâu, như núi, như vượt thời không in dấu trong tim. Răng rắc. Khi 9 giọt tinh huyết bản mệnh đều được luyện hóa, sức mạnh tích tụ cô đọng cuối cùng đạt tới đỉnh điểm, sau đó nổ tung như con sông vỡ đê. Rừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên trên người Lâm Nhất rồi phóng thẳng lên trời, đánh tan những đám mây trắng. Giờ đây thương long cửu biến đã tăng lên tầng 4, sự thay đổi thoát thai đổi cốt xuất hiện trên người Lâm Nhất. Thương long ấn trên ngực tỏa ra huyết quang chiếu vào khiến 45 đường lôi văn điên cuồng ngọ nguậy như có sự sống. Trong nháy mắt, 9 đường lôi văn hoàn toàn dung hợp với nhau, một đường long văn màu tím mới và vô cùng dữ tợn xuất hiện. Long văn ẩn chứa uy áp đáng sợ, bên trong chứa đựng khí lực cô đọng cực kỳ mạnh, như chỉ cần cử động nhẹ là có thể phá tan mọi thứ. 45 đường lôi văn cô đọng thành 5 đường long văn, mỗi đường đều cực kỳ dữ tợn, bá khí vô song. Giờ phút này cơ thể hắn bắt đầu lột xác, nói là thoát thai đổi cốt không khoa trương chút nào. Lâm Nhất vừa nắm tay lại liền cảm nhận được sức mạnh bùng nổ tập trung trong quyền mang, tia điện lập lòe chói mắt. Thử chiến giáp lôi văn xem sao. Lâm Nhất nhẩm niệm, ngay sau đó 5 đường long văn thô chắc trên người hắn không ngừng ngọ nguậy. Ánh chớp lập lòe, cái vốn được gọi là chiến giáp lôi văn chỉ là một lớp da đặc biệt. Nhưng bây giờ sau khi ánh chớp biến mất, một bộ chiến giáp thương long oai phong lẫm liệt như có thực thể khoác trên người Lâm Nhất. Ở giữa chiến giáp, thương long ấn vốn lớn chừng móng tay lan rộng ra, nằm trên ngực như một con chân long. Lâm Nhất đứng phát dậy, bề mặt cơ thể phát ra những tia điện dữ tợn, bao phủ cả bộ chiến giáp khiến hắn trông như đắm mình trong ánh chớp màu tím, nhìn từ xa tràn ngập hung uy, toát ra uy áp khủng khiếp. Lực lượng mạnh quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảm nhận được lực lượng điên cuồng dao động trong cơ thể, vẻ phấn khích thoáng qua trong mắt hắn, khó nén được niềm vui sướng. Nhưng niềm vui này lập tức trở nên dữ tợn và lạnh lùng, sâu trong mắt có tia sáng lạnh xẹt qua, xuất hiện sát ý. Lão già thiết huyết kiếm môn chắc cũng cảm nhận được nhỉ. Rừ. Tiếng rồng ngâm vang lên, một khí tức kinh khủng phóng thẳng lên trời, đánh tan mây mù 10 dặm. Khí tức mạnh mẽ, bá đạo và cuồng bạo trên người Lâm Nhất như một con rồng khổng lồ rời sông lấp biển. Hắn hoàn toàn không chút che giấu khí thế ngập trời nhờ thương long cửu biến thăng cấp mang lại này. Để mặc cho khí thế đáng sợ này kéo đi cuồn cuộn, càn quét 4 phương 8 hướng. Chỉ trong tích tắc, khí tức này lập tức gây xôn xao cả trong và bên ngoài núi Viêm Long, rất nhiều võ giả tới đây lịch luyện đều biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức này quá khủng khiếp, mang lại cho người ta cảm giác như là có yêu thú đáng sợ nào đó đột phá bình cảnh. Khí tức thật cuồng bạo, yêu thú nào đang đột phá vậy? Bên ngoài núi Viêm Long cũng có yêu thú đáng sợ như vậy ư? Không thể nào, ngay cả sâu trong núi Viêm Long cũng rất hiếm gặp.
chắc là có địa bảo thiên tài xuất hiện dụ yêu thú ở sâu trong núi Viêm Long ra ngoài. Đi, đi xem thử nào. Trong lúc nhất thời, đầu đầu cũng bàn tán xôn xao, không ít người tỏ ra hiếu kỳ. Khí tức cuồng bạo như thế này xuất hiện bên ngoài núi Viêm Long có vẻ rất dị thường, khó có thể làm người ngoài không chú ý. Dù là Lâm Nhất, nếu hắn gặp dị tượng như thế này thì chắc cũng sẽ không kìm nén được sự tò mò. Trên một gò núi nọ, một nhóm người đứng nghiêm, tất cả đều mặc trang phục Thiết Huyết Kiếm Môn, người đứng đầu nhóm người đó chính là Đường Ưng. Ông ta chắc chắn Lâm Nhất bị trọng thương còn đang ở trong núi Viêm Long. Nếu bắt được, ông ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, tra tấn đến khi hài lòng mới thôi. Nhưng ông ta tìm mãi mà vẫn không tìm được, tối qua còn bị Ma Long Điểu nổi giận hành hạ một phen, sau đó bị đuổi ra khỏi nội địa núi Viêm Long. Ngay khi đang bực bội, nét mặt u ám, ông ta đột nhiên kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn về một phía nào đó. Lệ khí mạnh quá! Các đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn ở bên cạnh nhìn những đám mây bị đánh tan trên bầu trời, ai cũng tỏ ra khiếp sợ. Là hắn! Đường Ưng ngạc nhiên, cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ khí tức cuồng bạo này, vẻ mặt lập tức trở nên nghi hoặc. Đi theo ta! Tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt, ông ta ra lệnh, ngay sau đó đuổi theo. Hô! Uy áp cảnh giới âm dương đại thành xuất hiện trên người ông ta di chuyển rất nhanh, hóa thành những bóng mờ lao đi. Dựa vào tu vi thâm hậu, chỉ một lát sau ông ta đã nhìn thấy bóng dáng màu xanh trên mảnh đất trống trải kia. Thiếu niên mặc bộ đồ xanh, đang ngồi khoanh chân, nét mặt lạnh lùng. Đường Ưng sững người. Nỗi uất ức và thù hận lập tức bùng nổ trong lòng. Thật sự là hắn. Chính tiểu tử này đã hại ông ta bị Mộ Dung Tịnh giẫm dưới chân như một con chó, bị đạp 3 lần liên tiếp. Nỗi nhục ấy không thể diễn tả bằng lời, ngọn lửa giận ngút trời chỉ có thể giấu trong lòng. Quả thật sống không bằng chết, ông ta nằm mơ cũng muốn giết Lâm Nhất. Quả nhiên là tiểu tạp chủng nhà ngươi. Một tiếng hét ẩn chứa sát ý vô tận vang vọng cả khu rừng. Khiến những võ giả đến sau khác không khỏi giật mình. Sát ý này được uy áp cảnh giới âm dương đại thành khuếch đại càng thêm đáng sợ, phạm vi 1000 mét xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đây không phải phó môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn sao? Sao ông ta lại tới đây? Sát ý này thật đáng sợ, rốt cuộc thiếu niên kia đã làm gì? Không cần biết hắn đã làm gì, nhìn dáng vẻ của Đường Ưng, hôm nay thiếu niên này chắc chắn sẽ chết. Mặc dù không biết khúc mắc giữa hai người, nhưng những người nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này đều biến sắc mặt. Thiết Huyết Kiếm Môn là bá chủ một phương ở núi Viêm Long, ngoại trừ những thế gia chân chính ở thành Thiên Lăng, nếu không có rất ít người dám đắc tội họ ở đây. Chỉ sợ hôm nay thiếu niên này đã đá phải tấm ván sắt, không ngờ hắn dám thách thức phó môn chủ Thiết Huyết Kiếm Môn đích thân ra tay. Trong rừng, Đường Ưng đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ ngầu như dã thú. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất như muốn xé xác hắn, như thế mới chút được mối hận trong lòng. Ngươi rêu rao thật đấy, có biết lão phu tìm ngươi vất vả cỡ nào không? Đường Ưng cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, chậm rãi đáp với vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Mỗ đã đợi ông rất lâu. Đường Ưng cười khẩy, sát ý bùng nổ trên người, không thèm để Lâm Nhất vào mắt. Ở trong mắt ông ta Lâm Nhất như một con kiến hôi, có thể dẫm đạp và bóp chết một cách dễ dàng. Một ngày trước, ông ta có thể áp đảo kẻ này, bây giờ ông ta đang rất tức giận, Lâm Nhất sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Vù, vù, vù. Đúng lúc này, rất nhiều đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn xuất hiện, tốc độ của họ chậm hơn Đường Ưng nên bây giờ mới đến. Tất cả mọi người xung quanh thầm kinh hãi, lại thêm người giúp đỡ. Thiết Huyết Kiếm Môn hoàn toàn không định chừa đường sống cho người này. Đợi lão phu làm gì, một tiểu tử cảnh giới dương huyền nhỏ bé mà định lật trời hay sao? Vẻ cười cợt thoáng qua trong mắt Đường Ưng, ông ta tỏ ra khinh thường. Đợi ông chịu chết. Lâm Nhất đột nhiên đứng dậy, một luồng sát ý ngút trời bùng nổ trên người hắn, sâu trong mắt tràn đầy khí lạnh. Các đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn nghe vậy thì cười nhạo. Một tên cảnh giới dương huyền nhỏ bé mà dám nói khoác như thế. Phó môn chủ, để ta chiếu cố tiểu tử này trước, lúc trước sơ ý bị một quyền của hắn làm bị thương,
ta vẫn chưa trút được cơn giận này đâu. Trong đám đệ tử, một người trung niên áo đen cười lạnh lùng bước ra. Được. Đường Ưng trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Ông không đủ tư cách đánh nhau với ta. Lâm Nhất liếc mắt nhìn người này, lúc trước là do đối phương muốn cướp quả viêm long của hắn. Nếu không phải vì ông ta không chịu nói lý thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngông cuồng. Bị Lâm Nhất khinh thường như vậy, sắc mặt người trung niên áo đen xanh mét, dù sao ông ta cũng có cảnh giới âm dương tiểu thành, còn giữ chức vụ trưởng lão ở Thiết Huyết Kiếm Môn. Bảo ta không có tư cách, ta sẽ cho ngươi xem rốt cuộc ai mới là người không có tư cách. Vù. Ông ta dịch chuyển tới trước mặt Lâm Nhất với tốc độ rất nhanh. Sau khi đến gần, ông ta tung một chưởng về phía đỉnh đầu Lâm Nhất, thế tấn công mạnh mẽ và cực kỳ độc ác. Tự tìm đường chết. Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, giơ tay tát thẳng vào mặt ông ta. Chát. Nhiều người chưa thấy rõ Lâm Nhất ra tay như thế nào đã nghe thấy tiếng tát vang dội, người trung niên áo đen bừng bừng khí thế bị tát ngã xuống đất. Ta đã nói rồi. Ông không có tư cách đánh nhau với ta. Ta đã đánh bại không biết bao nhiêu võ giả cảnh giới âm dương tiểu thành, ông là cái thá gì? Lâm Nhất lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó giẫm lên, răng rắc, xương sườn trên ngực ông ta cứ thế lõm xuống. Người trung niên áo đen hét thê thảm, đau suýt ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch. Dừng tay! Nhìn thấy cảnh này, Đường Ưng lập tức hoảng sợ, vội vàng quát. Bùm! Nhưng Lâm Nhất vẫn cứ vận chuyển lực lượng thương long đạp một phát, ánh mắt đầy lạnh lẽo, trên mặt là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Khi chân hắn hạ xuống, người trung niên áo đen lập tức bị đạp thành một cục thịt nát ngay trước mặt đám người Thiết Huyết Kiếm Môn. Máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người hít vào một hơi, không ngờ hắn lại đạp chết một vị trưởng lão cảnh giới âm dương bằng hai cú đạp ngay trước mặt Đường Ưng. Lúc này họ mới phát hiện thiếu niên trước mặt mình đáng sợ nhường nào. Sát ý trong mắt lạnh thấu xương khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi muốn chết sao? Đường Ưng giận tái mặt, không giữ nổi vẻ bình thản trên mặt nữa, phẫn nộ lấn át lý trí, ánh mắt dữ tợn. Ông ta lao đi, tung một chưởng như rời núi lấp biển về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không hề sợ hãi, bước lên một bước, bão táp nổi lên. Lực lượng thương long cổ xưa dao động trong cơ thể, năm ngón tay siết lại thành quyền. Một đường long văn lập tức đổ vào trong đó, quyền mang lập lòe. Bùm! Quyền trưởng đối đầu, dư chấn mạnh mẽ lan rộng ra xung quanh, rất nhiều cây cổ thụ chọc trời trong phạm vi 1.000 mét bị nghiền thành bột phấn. Sức mạnh ngang nhau. Mọi người kinh hãi, không ngờ một thiếu niên cảnh giới dương huyền đại thành lại cân tài ngang sức với Đường Ưng, nhưng điều khiến họ khiếp sợ hơn nữa nằm ở phía sau. Hậu kinh không ngừng tràn vào trong ánh chấp bao quanh quyền mang của Lâm Nhất, làm cho ánh chấp càng thêm sáng ngời. Đường Ưng không kịp đề phòng, ngay tức khắc bị đánh bay ra xa, lùi lại thêm 10 bước mới đứng vững. Không thể nào. Tuy rằng chiêu này không làm Đường Ưng bị thương, nhưng ông ta lại quá kinh ngạc và sợ hãi. Sự kinh ngạc này không thể miêu tả bằng lời, sao một tiểu tử cảnh giới dương huyền đại thành đỉnh phong có thể đánh ông ta lùi lại. Long văn thật khủng khiếp. Đường Ưng không kịp đề phòng, ngay tức khắc bị đánh bay ra xa, lùi lại thêm 10 bước mới đứng vững. Không thể nào. Tuy rằng chiêu này không làm Đường Ưng bị thương, nhưng ông ta lại quá kinh ngạc và sợ hãi. Sự kinh ngạc này không thể miêu tả bằng lời, sao một tiểu tử cảnh giới dương huyền đại thành đỉnh phong có thể đánh ông ta lùi lại. Long văn thật khủng khiếp. So với đối phương, trong lòng Lâm Nhất vui mừng khôn xiết. Nhiệt huyết sôi trào. Thương long cửu biến của hắn thăng lên tầng 4, trong lúc thoát thai đổi cốt ngưng tụ thành 5 đường long văn cổ xưa. Hắn chỉ thêm vào 3 đường long văn, không ngờ lại có thể đẩy lùi đối phương, hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực nữa. Ta đã bảo là đợi ông lâu rồi mà. Bộ đồ xanh bay phất phới, trong cơn bão táp, Lâm Nhất tràn ngập khí thế, mái tóc dài tung bay theo gió. Phó môn chủ. Vẻ khinh thường trong mắt các đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn còn lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ và lo lắng tột cùng. Vẻ mặt Đường Ưng u ám, cực kỳ khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, chân nguyên dao động, một khí tức đáng sợ bùng nổ, uy áp thuộc về cảnh giới âm dương đại thành phóng ra toàn bộ, làm chấn động cả khu vực này.
Ở phía xa, nhiều võ giả đang bí mật quan sát đều khẽ biến sắc mặt. Tất cả mọi người đều biết lần này Đường Ưng sẽ ra tay thật. Không hề đơn giản khi một hậu bối cảnh giới Dương Huyền có thể ép Đường Ưng nghiêm túc ra tay. Cảnh tượng này đừng nói là ở núi Viêm Long, có lẽ ngay cả trong thành Thiên Lăng nơi nhân tài kiệt xuất tụ tập cũng khá hiếm thấy. Cảnh giới âm dương đại thành và tiểu thành cách biệt một trời một vực, thực lực chênh lệch rất lớn. Người trước có thể nhẹ nhàng áp đảo người sau, lấy một địch 10 cũng không áp lực chút nào. Từ tiểu thành đến đại thành là một bước nhảy vọt về chất. Cảm giác trực quan nhất của mọi người lúc này là sau khi Đường Ưng nổi giận trông như một con hung thú thượng cổ thức tỉnh, khí tức kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt Đường Ưng xanh mét, bộ trang phục thiết huyết kiếm môn phồng lên, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, ta sẽ cho ngươi biết sốt của cảnh giới âm dương đại thành khủng khiếp đến mức nào, có một số người không phải ngươi có thể động vào. Nói xong, trong mắt ông ta bắn ra những tia huyết quang như kiếm, bay lên không trung phát ra tiếng ầm ầm. Điều kỳ lạ hơn là toàn thân ông ta được bao trùm bởi huyết quang chói mắt. Lâm Nhất bình tĩnh, cảnh giới âm dương đại thành quả thật không thể coi thường. Nhưng hắn đã có thực lực đối kháng, dù không địch lại cũng có thể dễ dàng bỏ chạy. Ngày đó nếu không vì kiêng dè tên cao thủ thiên phách kia, hắn sẽ không đến mức để lão già này kiêu ngạo như thế, để ngựa huyết long tự dưng lại bị thương chí mạng. Bây giờ thương long cửu biến đã thăng lên tầng 4, thực lực của Lâm Nhất tăng vọt, càng không sợ hãi. Ai nói cảnh giới Dương Huyền không thể nghịch thiên giết chết cảnh giới âm dương đại thành? Hôm nay, Lâm Nhất hắn sẽ giết người này, Đường Ưng nhất định phải chết. Còn dám khiêu khích. Nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Nhất, cơn giận trong lòng Đường Ưng càng lớn hơn. Tiểu tạp chủng, người sẽ không bao giờ biết sốt cuộc sự chênh lệch giữa cảnh giới âm dương đại thành và cảnh giới Dương Huyền lớn bao nhiêu. Nếu không phải vì muốn cho ngươi chết nhẹ nhàng, người sớm đã bị ta giẫm dưới chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ông ta cực kỳ phẫn nộ. Đặc biệt là khi cảm ứng được còn có các võ giả khác đang ẩn nấp xem náo nhiệt, lửa giận và sát ý vô tận hoàn toàn phóng thích. Ông ta tin chắc mình có thể áp đảo tất cả nhân tài kiệt xuất dưới cảnh giới âm dương, bất kể là yêu nghiệt cỡ nào. Chỉ cần chưa đột phá cảnh giới âm dương, ở trước mặt ông ta sẽ mãi là gà đất có sành, chỉ cần thi triển thực lực chân chính là có thể bóp chết Lâm Nhất một cách dễ dàng. Trong cơn giận ngút trời, Đường Ưng hành động. Vèo. Ông ta bước lên một bước, hoàn toàn không sử dụng thân pháp gì cả, chỉ dựa vào chân nguyên rồi rào rót vào hai chân, cứ thế nhẹ nhàng bước đi, làm cho đất rung núi chuyển, bước tới trước mặt Lâm Nhất với uy áp cuồng bạo. Đường Ưng nở nụ cười tàn nhẫn, bá đạo và ngông cuồng, trưởng mang vung vẩy như vì sao thái cổ ngưng tụ từ huyết quang đánh về phía Lâm Nhất. Thủ đoạn này khá hiếm thấy. Ông ta không rút kiếm nhưng huyết quang ẩn chứa trong trưởng mang rõ ràng được ngưng tụ từ kiếm quang huyết sắc, làm cho một trưởng này vừa đánh xuống đã toát ra kiếm ý sắc bén, đồng thời bù đắp điểm yếu không đủ nặng nề của kiếm ý. Ông ta muốn dùng một trưởng đập Lâm Nhất thành thịt vụn để bù đắp cho nỗi nhục vừa rồi Lâm Nhất đạp chết người trung niên áo đen ngay trước mặt ông ta. Ông ta muốn giết Lâm Nhất bằng thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác hơn nữa. Đối mặt với một trưởng vô cùng cuồng bạo này, Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là trong mắt đột nhiên bắn ra tia sáng sắc bén. Sự sắc bén ấy như biến thành thực thể, hắn không định né mà đỡ trực diện, lấy quyền đỡ trưởng. Quyền trưởng chạm nhau như hai ngọn núi lửa đối đầu nhau phát ra ánh sáng chói mắt, tạo làn sóng lan rộng ra xung quanh, cảnh tượng hết sức kinh khủng, làm chấn động bốn phương tám hướng. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất nơi hai người đang đứng đột nhiên nứt toác, vô số khe nứt uốn lượn ngoằn ngoèo như những con dao long dữ tợn bay lượt, hàng loạt cây cổ thụ chọc trời và núi đá khổng lồ hóa thành bột phấn, bụi bay mù mịt. Đây là một trận chiến vô cùng kịch liệt. Tất cả những người khác đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, cảnh giới âm dương đại thành ra tay hết toàn lực nhưng vẫn bị Lâm Nhất đỡ được. Đường Ưng đứng ở trong đó càng kinh ngạc hơn, một trường này của ông ta rất mưu mô. Nếu là người khác, kể cả nhân tài cảnh giới âm dương tiểu thành cũng sẽ bị ông ta đập thành đống thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Nhưng người thiếu niên trước mặt này chỉ mới cảnh giới Dương Huyền đại thành thế mà lại có thể chống lại ông ta. Sau khi kinh ngạc,
Ánh mắt Đường Ưng đột nhiên trở nên hưng phấn, ông ta cười u ám, tiểu tử nhà ngươi cũng có không ít bí mật, lát nữa ta phải bắt ngươi lại tra tấn một phen, ngươi phải nôn hết ra cho ta. Tất cả mọi thứ của ngươi đã được định sẵn sẽ thuộc về lão phu, ngươi sẽ bị ta giẫm dưới chân. Ánh mắt ông ta đầy tự cao, sát ý và lửa giận lại tăng vọt, hai người bay lên không trung, tiếp tục lao vào đánh nhau. Nhìn từ xa, hai người đang đánh nhau trên không trung, bất kể là ánh chớp hay xương máu nở rộ đều vô cùng chấn động. Bùm, bùm, bùm. Khi dị tượng đáng sợ xảy ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả khu vực này khiến người ta càng thêm chấn động. Thiếu niên kia hoàn toàn không giống như một nhân tài hậu bối, phong thái ngời ngời, mạnh đến đáng sợ. Trong lòng Đường Ưng vô cùng kinh hãi, không cách nào bình tĩnh được. Ông ta là cao thủ cảnh giới âm dương đại thành, chân nguyên sau khi được lực lượng âm dương rèn luyện đã từ tiểu thành thăng lên đại thành, phát sinh thay đổi về chất, 10 võ giả cảnh giới âm dương tiểu thành cũng không đủ cho ông ta đánh. Nhưng bây giờ đã hơn 10 chiêu mà ông ta chưa thể đánh bại Lâm Nhất, còn đang tiếp tục trận chiến. Dừng tại đây được rồi. Đường Ưng hét lên, ông ta cảm thấy bị sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, đã hơn 10 chiêu mà chưa đánh bại Lâm Nhất thì nói gì đến việc đạp đối phương thành thịt vụn, quả thật quá nhục nhã. Răng rắc. Con người ông ta như vỡ vụn, xương máu mù mịt, kiếm quang bay múa quanh người ông ta, dị tượng cực kỳ đáng sợ. Ở phía xa, mọi người đều kinh hãi, nhận ra rằng Thiết Huyết Kiếm Môn có thể đứng vững ở núi Viêm Long, có lẽ là có lai lịch gì đó, sau lưng có thể có thế lực lớn làm chỗ dựa. Lúc này thực lực mà Đường Ưng thể hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới âm dương đại thành bình thường. Huyết kiếm như xương, huyết kiếm như hoa. Cái này đã có thể coi là bí thuật, chắc chắn có liên quan đến thế lực mà thanh niên áo trắng kia đại diện. Dừng tại đây ư? Chưa chắc đâu. Lâm Nhất không sợ, vận chuyển Thương Long Cửu Biến, điều động bốn đường long văn, trên người lập tức phát ra tia điện chói mắt, lòng bàn tay không ngừng vang lên tiếng leng keng, kiếm ý viên mãn đỉnh phong phóng thẳng lên trời. Hắn dung hợp kiếm ý với Thương Long Cửu Biến, phát huy uy áp của bản thân đến mức cao nhất trong tình huống không rút kiếm. Hắn đã từng nói, nếu như buông bỏ mối thù này thì sẽ không bao giờ rút kiếm. Ngày nào chưa giết Đường Ưng, ngày đó sẽ không cần đến táng hoa. Cùng với uy áp kinh thiên động địa, hai người va vào nhau, đánh nhau kịch liệt trên không trung mấy trăm mét. Sau khi đáp xuống đất, họ lại bay lên không trung, đánh nhau đỏ cả mắt như hai con yêu thú táo bạo. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Kiếm ý mạnh quá, không ngờ hắn lại có thể áp chế kiếm ý của Đường Ưng, trời ạ! Sao ta lại cảm thấy quen thuộc nhỉ? Hắn khá giống với người trong tin đồn, áo xanh, đeo hộp đựng kiếm, khoảng chừng 17, 18 tuổi. Là hắn là Lâm Nhất, công tử táng hoa. Cách đây không lâu hắn mới đại náo hội đấu giá tử vong, đánh bại rất nhiều nhân tài kiệt xuất của các thế gia, còn tranh giành thần thạch tử diệu với Khuynh Nhược U, yêu nghiệt bảng trong Hướng Thiên Hà đánh ba chiêu mà vẫn không làm gì được hắn. Chẳng trách lại như vậy. Mọi người chợt hiểu, trong lòng sáng tỏ, nhất thời không kìm được kích động. Chuyện của Lâm Nhất có thể nói là gây náo động thành Thiên Lăng, hầu như không ai không biết, không người không hay. Nhưng sau khi hắn dùng một quyền gõ chuông huyền âm đã mất tích, không ngờ lại xuất hiện ở núi Viêm Long, đánh nhau với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành. Tiểu tử này đúng là một kẻ tàn nhẫn. Trong lòng mọi người chấn động, chăm nghe không bằng một thấy. Giờ họ đã được chân chính chứng kiến cái gì gọi là yêu nghiệt. Trên không trung, dị tượng liên tục xuất hiện, ánh chớp và xương máu giao nhau, hai người phóng thích sát ý. Hai người tựa như hai tia kiếm uy vô thượng, một người thì xương máu lượn lờ quanh thân, người thì lập lòe ánh chớp. Trong mắt Đường Ưng có chút kinh hãi, sau hơn 100 chiêu, thể chất của tiểu tử này như quái thú, huyết khí mãnh liệt như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe miệng ông ta đã chảy máu, mình đầy thương tích, điều đáng sợ hơn đó là khí thế của ông ta cũng có dấu hiệu bị đối phương áp chế. Đây mới là cân tài ngang sức chân chính, mạnh mạnh đối đầu, Lâm Nhất với thể chất thoát thai đổi cốt chiếm ưu thế khá rõ ràng. Điều làm ông ta kiêng dè nhất là kiếm ý viên mãn đỉnh phong mà đối phương nắm giữ hoàn toàn áp chế xương kiếm huyết sắc tạo thành từ bí thuật của ông ta. Chết tiệt,
đủ rồi. Đường Ưng vô cùng bực bội, vừa rồi ông ta nói dừng tại đây, nhưng bây giờ ông ta đã bị thương, đối phương vẫn tràn trề sức mạnh. Lời lẽ huênh hoang tự vả xương mặt mình, có thể nói là cực kỳ nhục nhã. Một tiếng ong vang lên, ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh bảo kiếm màu xanh biếc, được khắc rất nhiều hoa văn tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Tim Lâm Nhất chợt đập lỡ một nhịp, hắn nhanh chóng lùi lại. Thanh kiếm này ít nhất cũng là bảo khí thượng phẩm, hơn nữa còn được luyện chế bằng thủ pháp tà ác nào đó, hắn là huyền sư nên khá nhạy bén với điều này. Lần này không rút kiếm táng hoa, hắn cần phải cẩn thận khi dùng tay không đối đầu với thanh kiếm này. Bây giờ muốn đi à? Muộn rồi, đã 10 năm rồi lão phu chưa rút thanh kiếm này ra, hôm nay ta sẽ lấy máu của ngươi để tế nó. Vẻ mặt Đường Ưng dữ tợn, liên tục cười khẩy, ông ta đã tu luyện nhiều năm, đương nhiên phải có chỗ dựa. Thanh kiếm Bích Vân Dính Ma Vụ này chính là át chủ bài của ông ta sẽ không rút ra tùy tiện, mỗi lần sử dụng uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó xương máu mù mịt, ma quang vung vẩy, Đường Ưng cầm kiếm, trên mặt hiện lên hoa văn màu đen. Thanh trường kiếm màu xanh biếc kia giấy lên gió lớn vô biên, làm rối loạn cả mây mù trên trời. Nhát kiếm này chém xuống khiến đất trời cũng phải đổi sắc, cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người ở đằng sau đều biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh kiếm này có gì đó kỳ lạ. Lâm Nhất cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, năm đường long văn đồng loạt điều động, toàn thân phát ra ánh chớp như một con sông, hắn nhanh chóng né tránh nhát kiếm này. Ầm ầm. Nơi hắn vừa đứng bị nhát kiếm này chém thành một cái hố như vực sâu, dường như sâu không thấy đáy. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết. Một tên cảnh giới dương huyền nho nhỏ mà dám đối đầu với ta, không biết sống chết. Uy lực của một nhát kiếm làm cho tự tin của Đường Ưng tăng cao, ông ta ngửa mặt lên trời la hét điên cuồng. Thanh kiếm Bích Vân này thật đáng sợ, chắc chắn đã được luyện chế bằng thủ pháp đặc biệt nào đó, có thể gọi là cấm khí. Khi thi triển toàn lực, nó giúp thực lực của Đường Ưng tăng vọt, trong nháy mắt lại phóng ra xương huyết dày đặc, cuồn cuộn kéo đi. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều thở dài. Lão già này quá vô sỉ, không ngờ ông ta lại sử dụng cấm khí khi đối phó với một hậu bối cảnh giới dương huyền. Rất nhiều người bất bình cho Lâm Nhất, suy cho cùng Thiết Huyết Kiếm Môn cũng đã làm sằng làm bậy nhiều năm, sớm đã mất lòng người. Nếu ai đó có thể giết được phó môn chủ, mọi người sẽ cảm thấy rất hả hê. Chẳng qua lúc này Lâm Nhất không ổn chút nào. Lâm Nhất nhắm mắt lại, không hề lo sợ, nhanh chóng né tránh. Hắn đang nhẫn nại, hắn đang chờ đợi một cơ hội tuyệt vời để ra tay, dùng một chiêu thay đổi kết quả thắng bại. Để cho ông ta kiêu căng thêm một lát nữa đi, nhảy càng cao thì té sẽ càng đau. Tiểu tử chết tiệt, không phải vừa rồi ngươi ngông cuồng lắm sao? Ngông cuồng tiếp đi nào, lão phu sẽ dạy ngươi cách làm người. Có dám đỡ một nhát kiếm của ta không? Ngươi đeo hộp đựng kiếm cơ mà, rút kiếm ra đánh một trận với lão phu đi chứ. Cầm kiếm Bích Vân trong tay, mái tóc dài của Đường Ưng tung bay, vẻ mặt dữ tợn đầy đắc ý, đuổi Lâm Nhất chạy lung tung, không dám đối đầu với ông ta. Loại khoái cảm này quá sung sướng, đây mới là cục diện mà ông ta mong muốn. Áp đảo một cách triệt để, khiến đối phương không có sức đánh trả. Đây mới là kịch bản mà Đường Ưng muốn thấy. Bất khả chiến bại, đạp Lâm Nhất dưới chân, sau đó không ngừng sỉ nhục. Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn nhạy bén nhận thấy được uy lực của kiếm Bích Vân giảm một phần. Sau vài lần thăm dò, hắn phát hiện đối phương không thể đánh trúng sơ hở mà hắn cố tình để lộ. Hắn lập tức hiểu, biết món cấm khí này đã qua thời khắc mạnh nhất của nó. Chính là lúc này. Ánh mắt Lâm Nhất như điện, hắn không hề chần chừ. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trong cơ thể. Tiếng rồng ngâm ấy chấn động điếc cả tai, vang vọng bốn phía. Chiến giáp thương long. Thương long ấn trên ngực Lâm Nhất đột nhiên phát ra huyết quang, năm đường long văn cổ xưa và dữ tợn như sống dậy, ngay tức khắc dung hợp với nhau. Một bộ chiến giáp bá đạo, cứng rắn tỏa ánh chớp bao trùm lên người Lâm Nhất. Ánh chớp rực rỡ trên người Lâm Nhất biến thành một chùm sáng phóng thẳng lên trời.
Sau khi Thương Long Cửu Biến thăng lên tầng 4, thể chất của hắn đã trở nên rất mạnh, bây giờ triệu hồi chiến giáp Thương Long, toàn thân hắn ngập trong ánh chớp càng thêm đáng sợ. Hắn bước lên một bước mà như muốn xé rách hư không, tỏa ra hào quang chói mắt. Bàn tay phải được bao phủ bởi chiến giáp siết thành quyền, đấm bay kiếm Bích Vân như chiếc vuốt rồng thò ra từ trong ánh chớp. Một tiếng ong vang lên, kiếm Bích Vân rời khỏi tay, Đường Ưng lập tức hộc ra một búng máu. Nhưng hiển nhiên uy lực của một quyền này không chỉ có vậy. Nó tiến quân thần tốc, vùi lấp xương máu mênh mông trên người đối phương một cách dễ như trở bàn tay. Huyết quang bùng nổ, vô số ngọn lửa mới bay đầy trời, nở rộ rực rỡ và lộng lẫy như pháo hoa. Răng rác, tiếng xương gây vang lên, huyết quang tiêu tán, tia điện vụt tắt, xương sườn gãy trên ngực Đường Ưng lõm sâu xuống, quần áo rách tung tóe, toàn thân bị ánh chớp làm ra chóc thịt bong, ông ta cong người văng ra như đạn pháo, máu bắn đầy trời, tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Ngông cuồng, kiêu ngạo. Thiếu niên Lâm Nhất, kiếm không ra khỏi vỏ, lấy tu vi cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đỉnh phong áp đảo cao thủ tiền bối cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Bùm! Sau khi ngã xuống đất, Đường Ưng đau đớn la hét, toàn thân ông ta bê bết máu, va ngã vô số cây cổ thụ chọc trời, ngực lõm xuống, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, còn có mấy chiếc xương sườn cắm vào lục phủ ngũ tạng khiến ông ta đau đến mức muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải những điều này, mà là toàn thân ông ta bị ánh chớp mãnh liệt kia đốt cháy đen, chạm nhẹ vào sẽ đau đến mức không muốn sống tiếp nữa. Hô! Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Ở phía xa, tất cả mọi người kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được một nhân tài cảnh giới Dương Huyền lại có thể đánh bại cao thủ cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Ở thành Thiên Lăng không thiếu nhân tài kiệt xuất có thể giết cao thủ cảnh giới Âm Dương Đại Thành, không nói đâu xa, bất cứ ai trong Thất Tú Thiên Lăng đều có thể làm được. Đặc biệt là hai người đứng đầu Thất Tú Thiên Lăng, họ có thể nhẹ nhàng áp đảo, dễ dàng giết chết cao thủ cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Nhưng tu vi của bản thân họ đều là cảnh giới Âm Dương Đại Thành, độ khó hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Nhất giết cao thủ cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Nhưng họ lại không thể không tin, họ bị huyết khí dồi dào trên người Lâm Nhất dẫn tới và tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ. Tận mắt nhìn thấy Lâm Nhất giết người vượt cảnh giới như thế nào, kể cả sau khi Đường Ưng thi triển mọi thủ đoạn, hắn vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Từ đầu đến cuối, ngay cả khi Đường Ưng rút kiếm Bích Vân quỷ dị ra cũng không thể đánh bại Lâm Nhất. Chỉ chật vật một khoảnh khắc, Lâm Nhất vừa ra tay đã thay đổi tình hình cuộc chiến. Một quyền làm Đường Ưng bị thương nặng, dáng vẻ thê thảm và chật vật kia khiến người ta sợ run người. Phong thái của một quyền đó không thể nào diễn tả bằng lời. Thiếu niên mặc bộ chiến giáp Thương Long, ánh chớp trên người chiếu thẳng lên trời. Vừa tung một quyền, sấm sét xuất hiện, tựa như bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, oai phong lẫm liệt, có một không hai. Đây mới thật sự là thiếu niên yêu nghiệt. Hôm nay họ đã được tận mắt chứng kiến một trận chiến kỳ tích, cảnh giới Dương Huyền vượt cảnh giới áp đảo cảnh giới Âm Dương Đại Thành. Mạnh đến thế ư? Thảo nào những nhân tài kiệt xuất đến từ thế gia của thành Thiên Lăng kia đều thua trong tay hắn, ai cũng bị đánh quỳ không dậy nổi, cực kỳ nhục nhã. Tất cả mọi người đều chấn động, trên người Lâm Nhất có một khí chất siêu phàm thoát tục khiến họ mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Đường Ưng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, sinh lực của ông ta đang giảm dần, trừ phi có linh dược phẩm cấp cao hoặc địa bảo thiên tài hiếm có, nếu không thì dù cho Lâm Nhất không ra tay, ông ta cũng sẽ tự chết. Lâm Nhất bước lại gần, Đường Ưng lập tức hốt hoảng, không ngừng la hét. Ta còn chưa rút kiếm mà ông đã thua, chán thật đấy. Sau khi tới gần, Lâm Nhất bình tĩnh lên tiếng sỉ nhục đối phương. Trong lòng Đường Ưng sớm đã vô cùng uất ức, vừa nghe thấy câu này, ông ta lập tức nổi giận, rất muốn đánh thêm một trận. Lâm Nhất hờ hững nói tiếp, vô dụng thôi, dù ông có 10 cơ hội đi nữa thì ở trong mắt ta cũng chỉ là một tên vô dụng, kết quả không có gì khác biệt, chung quy vẫn không thoát khỏi kết cục thua cuộc. Chẳng phải ông bảo sẽ cho ta biết cảnh giới Âm Dương đáng sợ đến mức nào ư? Sao chỉ có chút bản lĩnh ấy thế, vừa ra tay đã bị ta đạp dưới chân? Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng đến cực hạn, sát ý hội tụ trong mắt, sau đó hắn đạp lên ngực Đường Ưng không chút nương tay,
tàn nhẫn giẫm ông ta dưới chân. Á! Đường Ưng lập tức hét lên vô cùng thê thảm, với cú đạp này, ngoại trừ đau đớn về thể xác, nỗi uất ức trong lòng càng không thể diễn tả bằng lời. Lúc trước ông ta bị Mộ Dung Tịnh đạp ba cái, nỗi nhục trong lòng đã đạt tới giới hạn. Ông ta giận dữ đến tìm Lâm Nhất để chút nỗi nhục này, nhưng không ngờ chẳng những không thành công mà còn trở thành tù nhân của đối phương. Một đạp này trả cho ta, kẻ sỉ nhục người khác sẽ mãi mãi bị người khác sỉ nhục. Nói xong, Lâm Nhất lại đạp thêm một đạp, lạnh lùng nói, một đạp này ta trả lại cho ông thay ngựa huyết long. Răng rắc. Trong tiếng xương đứt gãy, Lâm Nhất đạp rất mạnh, gần như muốn đạp thủng ngực Đường Ưng, trông vô cùng bạo lực và đáng sợ. Mọi người nhìn thấy mà giật mình, đây là một cao thủ cảnh giới âm dương đại thành, thế mà bây giờ lại bị một hậu bối cảnh giới dương huyền sỉ nhục như thế. Đường Ưng cực kỳ phẫn nộ, trầm giọng đáp lời, người đừng đắc ý, người căn bản không biết người đã làm hỏng chuyện tốt của ai, Mộ Dung Tịnh nhất định sẽ tìm được ngươi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết, ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn ta thôi. Mộ Dung Tịnh. Lâm Nhất ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Một lát sau hắn mới nhớ ra, có lẽ là thanh niên áo trắng phong thái bất phàm, có cao thủ thiên phách đi theo bảo vệ ngày hôm đó. Thì ra hắn ta tên là Mộ Dung Tịnh. Kha kha, sợ rồi à? Mộ Dung công tử là yêu nghiệt hiếm gặp trong mấy năm qua ở cổ vực Nam Hoa, thiên phú kiếm đạo vượt xa đồng lứa, là nhân tài kiếm đạo mạnh nhất chỉ sau Nam Cung Vãn Ngọc. Chưa kể đến hắn ta là thiếu quán chủ của Xích Huyết Kiếm Quán, chỉ dựa vào một mình hắn ta cũng có thể áp đảo ngươi, khiến người sống không bằng chết. Thấy Lâm Nhất ngây người, Đường Ưng cho rằng hắn đang sợ hãi, bèn cười mỉa mai. Bịch! Ta không quen biết. Lâm Nhất lại đạp lên người ông ta, thản nhiên hỏi, ông muốn chết như thế nào? Đường Ưng lập tức biến sắc mặt, đầu óc trống rỗng. Chết, ông ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong tay Lâm Nhất, kết quả người hậu bối vốn nên bị ông ta áp đảo và sỉ nhục này lại giẫm ông ta dưới chân. Mặc dù trong lòng ông ta tràn đầy phẫn nộ và thù hận, nhưng có ai mà không sợ chết chứ? Lâm công tử, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ cho ta lần này được không? Ta cam đoan sau này sẽ không gây sự với ngươi nữa, chuyện này xóa bỏ từ nay nhé. Đường Ưng quính lên, sau khi hoàn hồn lại thì liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Nhất thầm cười khẩy, trở mặt nhanh thật đấy, vừa rồi còn mạnh miệng lắm, vừa nghe mình phải chết mới chịu cúi đầu. Nhưng có ích gì không? Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, cớ sao lúc trước lại làm như vậy? Ngươi không được giết ta. Thấy Lâm Nhất không dao động, mặt Đường Ưng xám như cho tàn, vội lên tiếng, ngươi không được giết ta, lúc nãy ngã xuống đất ta đã bóp nát ngọc giản bảo mệnh, trưởng môn sư huynh sẽ đến nhanh thôi. Nếu ngươi giết ta, huynh ấy sẽ không kiêng dè, giữ ta một mạng có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Môn chủ Thiết Huyết Kiếm Môn, cao thủ bán bộ thiên phách, thực lực rất kinh khủng. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ở phía xa có một khí tức rất đáng sợ đang nhanh chóng đến gần, ngoài ra còn có rất nhiều khí tức lộn xộn khác, chắc là đệ tử ưu tú của Thiết Huyết Kiếm Môn cũng đang tới. Nếu là trước đó, Đường Ưng nhất định sẽ nhân cơ hội uy hiếp Lâm Nhất, nhưng bây giờ ông ta đã hoàn toàn sợ hãi. Ông ta biết Lâm Nhất muốn giết mình, đành hết lời van nài, xin hãy tha cho ta một mạng. Ngươi tha cho ta một mạng thì có thể uy hiếp sư huynh của ta. Như vậy ngươi sẽ có thể rời khỏi núi Viêm Long, không cần bỏ mạng tại đây. Khao khát muốn sống của Đường Ưng vô cùng mãnh liệt, thậm chí ông ta còn không ngại nói mạng mình chỉ là một cái mạng hèn. Giữ ông lại có lợi ư? Lâm Nhất lạnh lùng nói, có lợi ích gì? Ta sẽ giết ông. Dứt lời, Lâm Nhất đạp một đạp, cứ thế đạp nát đầu ông ta, máu tuôn ra như suối. Khi đối phương chết, cuối cùng khúc mắc trong lòng Lâm Nhất cũng biến mất, toàn thân trở nên thoải mái. Hắn không phải người thích giết chóc, nhưng nếu người khác dám uy hiếp, sỉ nhục hắn thì đừng trách hắn ra tay vô tình. Xin hãy nương tay. Ngay khi Đường Ưng vừa chết đi, một tiếng quát lớn vọng lại từ phía xa, ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, một ông lão áo đen già nua xuất hiện trên không trung, uy áp đáng sợ lập tức bao trùm, vạn vật đều như muốn thần phục.
Ông lão áo đen chính là cao thủ siêu cấp bán bộ thiên phách, môn chủ của thiết huyết kiếm môn. Khi ông ta nhìn thấy Đường Ưng chết thảm mới biết mình đã đến chậm một bước, không khỏi giận tái mặt, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, ngươi muốn chết à? Người này vô cùng quyết đoán, đưa tay vung kiếm, tia sáng lạnh lóe qua trong mắt. Tia kiếm quang dài đến trăm trượng lập tức chiếu sáng cả khu vực này, kiếm quang chói mắt kia càng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chiêu kiếm này thật đáng sợ. Đây là cao thủ bán bộ thiên phách đấy, Lâm Nhất sắp xong đời rồi. Thiếu niên này thật ngoan cố, biết rõ cao thủ bán bộ thiên phách sắp tới mà vẫn giết Đường Ưng không chút do dự. Nhìn ông lão áo đen xông tới, các võ giả đang xem náo nhiệt đều biến sắc mặt, ai cũng trốn ra thật xa. Bởi vì cao thủ bán bộ thiên phách quá đáng sợ, dù chỉ bị ảnh hưởng một chút cũng sẽ bị thương nặng, không ai dám đặt mình vào nguy hiểm cả. Chỉ dựa vào một nhát kiếm này vẫn chưa giết được ta. Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật để lấy roi tử diễm lôi hoàng ra ngoài, hoàng uy lập tức dao động, một luồng bá khí của bậc vương giả sinh ra trên người hắn. Năm đường long văn rót vào trong roi tử diễm lôi hoàng, cây roi điện này lập tức phát ra ánh chớp chói mắt, lập lòe tia điện. Đi! Lâm Nhất quát một tiếng, tay cầm roi tử diễm lôi hoàng quất đi, một con mãng xà được bao quanh bởi sấm sét từ trên trời hạ xuống. 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần. Khi lực lượng thương long chảy vào, uy lực của roi tử diễm lôi hoàng không ngừng tăng lên, đạt tới mức hiếm là 10 phần. Rắc, rắc, rắc. Tia kiếm quang dài 100 trượng kia bị quấn đứt lìa. Cây roi như lôi mãng tử diễm vẫn bừng bừng khí thế quất về phía ông lão áo đen. Chết tiệt! Con người của ông lão áo đen đột nhiên co rụt, ông ta hoàn toàn không ngờ kiếm quang của bị sẽ bị Lâm Nhất đánh vỡ. Một roi này quá bất ngờ, mặc dù ông ta đã cố né tránh nhưng vẫn bị cây roi như lôi mãng này quất trúng. Chát! Cao thủ bán bộ thiên phách bừng bừng khí thế bị quất ngã xuống, tạo thành một cái hố thật to trên mặt đất. Mạnh đến vậy sao? Trong mắt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, tuy là do lão già này khinh địch, nhưng hắn thực sự không ngờ uy lực của roi tử diễm lôi hoàng lại khủng khiếp như thế. Lúc trước hắn chỉ có thể thi triển 7 phần uy lực, bây giờ khí lực phát sinh thay đổi về chất lại có thể phát huy 10 phần uy lực. Roi tử diễm lôi hoàng là món chí bảo mà Lôi Vân Tử dùng để tung hoành nam vực năm đó, dù bây giờ đã bị phong ấn xuống còn bảo khí thượng phẩm. Nhưng nếu thi triển hết 10 phần uy lực của nó thì uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Tiếp tục nào. Lâm Nhất cười như điên, trước nay chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ. Lúc này nhiệt huyết hắn sôi trào, cầm roi lôi hoàng trong tay mà lại có thể quất trúng cao thủ bán bộ thiên phách, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn lập tức cười ác độc, không lùi mà tiến tới quất thêm một roi. Khí lực dâng trào trong cơ thể như con sông lớn. Cổ tay Lâm Nhất điên cuồng run rẩy, roi tử diễm lôi hoàng vung vẩy không ngừng. Mỗi lần quất đều như có thể xé rách hư không, trong tiếng sấm vang dội như giấy lên cơn bão táp đáng sợ trên đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời, thế tấn công điên cuồng của Lâm Nhất làm cho ông lão áo đen vô cùng chật vật, không dám coi thường. Rầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi vân cuồn cuộn, tia điện xé rách hư không. Lâm Nhất cầm roi vung vẩy ép ông lão áo đen lùi lại liên tục. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến đám người trốn ra xa sững sờ, cao thủ bán bộ thiên phách mà dám đuổi đánh ư. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Roi tử diễm lôi hoàng thi triển thần uy trong núi Viêm Long, món binh khí kỳ môn còn hơn cả bảo khí, tiếng tăm lẫy lừng trong tay Lôi Vân Tử năm đó, lại thể hiện bộ mặt dữ tợn của nó thêm một lần nữa. Môn chủ thiết huyết kiếm môn bán bộ thiên phách nhất thời bị ép trở nên rất chật vật. Nhưng đây không phải là do ông lão áo đen không thể đối phó, chỉ là ông ta bị đánh một roi bất ngờ, vụt mất cơ hội tiên quyết. Toàn thân ông ta vô cùng đau nhức, bắt đầu kiêng dè với roi tử diễm lôi hoàng, không muốn bị trúng thêm một roi nữa. Nếu ông ta thi triển toàn lực, liều mạng đánh trả Lâm Nhất đang tấn công điên cuồng, với tu vi kinh khủng của ông ta. Dù Lâm Nhất có bản lĩnh to bằng trời cũng sẽ bị ông ta đánh bại trong vòng 3 chiêu. Không lý do nào khác, chỉ với danh hiệu cao thủ bán bộ thiên phách đã đủ để xưng bá một phương, khiến người thường phải ngước nhìn. Ngay cả ở thành Thiên Lăng cũng đủ để độc chiếm một phương,
ngoại trừ tứ đại gia tộc Trần, Tần, Kim, Cổ, ít ai có thể đối đầu với ông ta. Dù sao thì Thiên Phách cũng là kim tự tháp của cổ vực Nam Hoa. Bán bộ Thiên Phách, dù chỉ là bán bộ cũng đủ để càn quét rất nhiều yêu nghiệt và nhân tài kiệt xuất không chút áp lực. Nhưng ông ta thực sự không muốn phải trả cái giá là chúng hai roi vì Lâm Nhất. Với ông ta, điều này không chỉ làm mất hết thể diện, nếu bị roi tử diễm lôi hoàng 10 phần uy lực quất vào người, kể cả bán bộ Thiên Phách, dù không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Huống hồ trong lòng ông ta còn có ý định khác. Bảo binh đáng sợ như thế khi thi triển chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc cạn kiệt chân nguyên và khí lực. Đến lúc đó giết Lâm Nhất sẽ dễ như đối phó với một con chó chết. Để ta xem ngươi có thể đắc ý đến bao giờ. Ông lão áo đen điên cuồng né tránh, cảm thấy cực kỳ khó chịu, lửa giận cháy hừng hừng trong mắt, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vù, vù, vù. Vào lúc này, một đám người xuất hiện ở phía sau, tất cả đều là cao thủ của Thiết Huyết Kiếm Môn. Ông lão áo đen mừng rỡ, nở nụ cười dữ tợn, bày trận, bao vây tiểu tử này, không được để hắn đi ra khỏi núi Viêm Long. Xin tuân lệnh trưởng môn. Mấy trăm tên đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn ở dưới lập tức lớn tiếng trả lời, ngay sau đó đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chói mắt, không ngừng lập lòe cùng với máu bắn ra từ lòng bàn tay. Ầm. Xương máu dày đặc tràn ngập kiếm ý, một luồng huyết khí mênh mông lan rộng ra khắp khu rừng, khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thình thịch, mấy trăm thanh kiếm đồng loạt vung lên như tiếng tim đập, như thể có một con hung thú viễn cổ sắp sống lại. Vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, kiếm trận Thiết Huyết này cũng khá mạnh, lúc trước đã gây rắc rối không nhỏ cho Tử Điện Ma Long Điểu. Hắn không có sức mạnh cuồng bạo như Ma Long Điểu, phá giải sớm vẫn tốt hơn. Rừ. Trên không trung, tia điện nổ tung, roi tử diễm lôi hoàng trong tay Lâm Nhất hóa thành lôi mãng, quất xuống với khí thế không gì cản nổi. Ta đang đợi giây phút này đây. Ông lão áo đen cười khẩy, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua. Ông ta thừa lúc roi tử diễm lôi hoàng thay đổi mục tiêu, xông về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Ông tưởng ta không đề phòng ông à? Lâm Nhất nhếch môi cười cợt, đã ngờ trước được lão già này sẽ nhân cơ hội ra tay với hắn. Hắn chợt xoay cổ tay, con mãng xà lao xuống như sấm sét kia đột nhiên đứng thẳng, há miệng khổng lồ lao về phía ông lão áo đen. Thay đổi nhanh như đang cố tình để lại cái bẫy cho ông lão áo đen, chỉ đợi ông ta tự chui đầu vào. Ông lão áo đen giật nảy mình, mặt biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Quả nhiên! Lâm Nhất thầm hiểu rõ, tuy lão già này có thực lực nhưng ông ta lại không muốn bị thương dù chỉ là vết thương nhẹ. Trong nháy mắt, như hắn đã dự đoán, ông ta vội vàng lùi lại, nhát gan còn hơn cả thỏ. Nhưng Lâm Nhất vẫn cực kỳ quyết đoán giơ mãng xà lôi điện lên, chỉ là khi quất xuống, khí thế ngập trời tích tụ càng thêm mạnh mẽ. Chát, chát, chát! Trong tích tắc, roi tử diễm lôi hoàng quất ba roi vào kiếm trận Thiết Huyết còn chưa hình thành hoàn toàn này. Phụt! Trong lúc nhất thời, vô số người chảy ra chóc phải, bị quất bay ra xa, tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Người muốn chết sao? Ông lão áo đen nhìn thấy đệ tử của mình thê thảm như vậy, cuối cùng không nhịn được nữa, nổi giận xông về phía Lâm Nhất. Dù có liều mạng bị quất một roi, ông ta cũng phải khiến Lâm Nhất trả giá đắt. Muộn rồi. Lâm Nhất cười khẩy, tay phải cầm roi tử diễm lôi hoàng đột nhiên nhấc lên cao, còn yêu mãng lôi điện trong tay hóa thành tia điện bao quanh để bảo vệ thiếu niên. Bùm. Tia kiếm quang dài 100 trượng chói mắt xé rách hư không. Chém vào người yêu mãng lôi điện với khí thế sắc bén. Một tiếng nổ lớn vang lên trên không trung, ánh chớp lập lòe, Lâm Nhất bị đánh văng ra xa nghìn mét. Ánh chớp tan biến, roi tử diễm lôi hoàng trong tay Lâm Nhất hiện nguyên hình, ánh chớp lập lòe, không ngừng phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Trong lúc mơ hồ, roi tử diễm lôi hoàng dường như đã phá bỏ phong ấn nào đó, rung lên không ngừng. Nó sắp phá giải phong ấn rồi ư? Lâm Nhất mừng rỡ trong lòng, roi tử diễm lôi hoàng đã từng là binh khí mạnh hơn cả bảo khí, chỉ là tạm thời bị phong ấn thành bảo khí phẩm cấp thượng phẩm. Bây giờ xem ra, mấu chốt để phá giải phong ấn có thể là sử dụng trình độ lôi đình và sự tăng trưởng khí lực của bản thân.
nếu có đủ khí lực, khi thi triển hết sức lực sẽ có thể phá giải phong ấn kia. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Nhất lau máu trên khóe miệng, cười hài hước nhìn đối phương, bán bộ thiên phách quả nhiên rất mạnh. Hắn khen như vậy, ông lão áo đen nghe lại cảm thấy rất chói tai, tức giận đến mức mặt sắp đen như đáy nồi. Không biết sống chết. Ông lão áo đen sầm mặt, chém một nhát kiếm làm gió cắt bay đầy trời, kiếm ý mạnh mẽ xé rách cả lôi vân trên trời. Kiếm quang tạo thành tấm lưới kiếm huyết sắc răng kín bầu trời, bao trùm về phía Lâm Nhất. Đến đúng lúc lắm. Thương Long cửu biến, biến thứ ba. Khí lực toàn thân Lâm Nhất dao động, lực lượng Thương Long cổ xưa lan ra toàn thân, điên cuồng chảy vào trong roi tử diễm lôi hoàng. Giác, có thể nghe thấy rõ ràng một góc bí ẩn nào đó trong roi tử diễm lôi hoàng nứt ra, một khi tức đáng sợ tràn ra ngoài. Roi tử diễm lôi hoàng lập tức phồng lên, hóa thành một con yêu mãng lôi đình khổng lồ. Chỉ là trên đầu con yêu mãng này có một chiếc sừng huyết sắc trông rất dữ tợn. Biến hình. Cây roi tử diễm lôi hoàng này đang hóa thành một con giao long, một khi biến hình sẽ vô cùng đáng sợ. Răng rác. Yêu mãng lôi điện mọc sừng bay thẳng lên trời, cắn nứt tấm lưới kiếm huyết sắc kia, sau đó bổ nhào về phía ông lão áo đen, đâm ông ta hộc máu văng ra xa. Hô. Một đòn thành công, yêu mãng lôi điện nhanh chóng co rụt. Biến thành nguyên hình của roi lôi hoàng. Khi Lâm Nhất chuẩn bị tiếp tục thi triển, huyết quang tụ tập trên thân roi lôi hoàng dữ tợn nặng nề này đột nhiên kết thành băng, trông như một con lôi xà dài 7 thước bị đóng băng. Nó sắp phá giải phong ấn hoàn toàn rồi ư. Thấy vậy, Lâm Nhất thầm hiểu trong lòng. Roi tử diễm lôi hoàng sắp sốc toàn lực biến hình nên lựa chọn yên lặng, giống như yêu thú ngủ đông, tích trữ sức mạnh đợi đến thời khắc thức tỉnh. Lâm Nhất hoàn hồn lại, sau đó cảm thấy choáng váng, trông có vẻ yếu ớt. Hắn thoạt nhìn như vô địch nhưng đã bị roi tử diễm lôi hoàng hút không ít huyết khí, tiêu hao quá nhiều. Bây giờ hiển nhiên hắn không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Dù sao hắn cũng không có thực lực chống lại cao thủ cảnh giới bán bộ thiên phách, chênh lệch còn khá lớn, nhưng chiến công ngày hôm nay cũng đã đủ. Quá đã, thiết huyết kiếm môn, chuyện này chưa xong đâu. Một ngày nào đó ta sẽ san bằng sơn môn của các ngươi bằng thực lực của chính mình. Lâm Nhất tuét miệng cười rồi nhanh chóng lùi lại, cùng lúc đó một tia chớp huyết sắc bay tới, là ngựa huyết long đến chi viện hắn. Cản hắn lại. Thấy Lâm Nhất muốn đi, ông lão áo đen ở dưới đất ho khan một tiếng, tức giận quát lên. Nghe thấy tiếng quát, tất cả đệ tử thiết huyết kiếm môn lập tức hành động. Nhưng đừng nói là ngựa huyết long. Ngay cả Lâm Nhất họ cũng không đuổi theo kịp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất biến mất ở phía xa. Chết tiệt! Ông lão áo đen vô cùng tức giận, đạp mạnh xuống đất. Rầm, ầm, ầm. Mặt đất không ngừng rung chuyển, cả dãy núi dường như cũng cảm nhận được cơn giận và nỗi ấm ức của ông ta. Những người ở phía xa nhìn thấy cảnh này đều như hóa đá, thậm chí không nói nên lời. Quá ngông cuồng! Đầu tiên là lấy cảnh giới dương huyền áp đảo Đường Ưng cảnh giới âm dương đại thành, sau đó đạp chết ông ta ngay trước mặt cao thủ cảnh giới bán bộ thiên phách. Cuối cùng dùng thanh yêu binh kia đùa bỡn môn chủ thiết huyết kiếm môn, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Điều khoa trương hơn là Lâm Nhất còn đi một cách rất ung dung, để lại câu nói ngông cuồng, ngày khác san bằng thiết huyết kiếm môn, sau đó thong dong rời đi. Đừng nói là thành thiên lăng. Kể cả Lôi Châu xứng danh đứng đầu Nam Vực cũng lâu rồi chưa xuất hiện một người ngông cuồng như thế. Quá yêu nghiệt, nếu tin này truyền đến thành thiên lăng thì chắc sẽ gây chấn động, làm nhiều người tức chết. Có người lẩm bẩm, rất nhiều người tán đồng gật đầu. Hai ngày sau, khi tin tức Lâm Nhất xuất hiện ở núi Viêm Long, đại náo thiết huyết kiếm môn, giết chết Đường Ưng, đánh nhau với cao thủ cảnh giới bán bộ thiên phách truyền đến. Cả thành thiên lăng đều chấn động, như một con yêu long lao xuống sông, dấy lên sóng cao ngút trời. Không thể nào. Nhóm nhân tài kiệt xuất thế gia với Trần Hùng đứng đầu lập tức nhảy cẫng lên, ai cũng thốt lên không thể nào. Mấy ngày nay họ đều đang rêu rao Lâm Nhất đã là một con chó chết, trốn trong lạc thủy cư run bần bật, không dám bước ra ngoài nửa bước. Các nhân tài kiệt xuất thế gia đều tỏ thái độ, chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện. Họ sẽ dạy hắn cách làm người, khiến hắn quỳ gối cạnh lạc thủy cư mãi không thể đứng dậy.
để rửa sạch mối nhục trong hội đấu giá tử vong, lấy lại thể diện mà họ đã mất trước mặt Khuynh Nhược U, tất cả võ giả địa phương ở thành Thiên Lăng đều đang chờ đợi ngóng trông. Bản thân họ rất kiêu ngạo, đặc biệt là với người ngoài, họ cao cao tại thượng, hoàn toàn không để người ngoài vào mắt. Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, một tên kiếm nô thấp hèn lại dám vào mặt họ, còn làm họ hết thể diện trước mặt Khuynh Nhược U, thế nhưng không ai trong số họ có thể giết được Lâm Nhất. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất cướp đi thần thạch tử diệu. Cục tức này còn chưa tan đã nghe tin Lâm Nhất dùng một quyền đấm vỡ chuông huyền âm của Trần gia, họ càng tức giận hơn. Họ cứ tưởng mình đã nhốt Lâm Nhất lại, hắn nhất định đang run bần bật như một con chó chết, sống cuộc sống một ngày bằng một năm. Không ngờ Lâm Nhất lại rất thoải mái, còn gây sóng gió ở núi Viêm Long. Căn bản không giống như những gì Trần Hùng và các nhân tài kiệt xuất rêu rao, run bần bật chỗ nào, rõ ràng là tràn trề sức sống, còn giết cả cao thủ cảnh giới âm dương đại thành. Tin tức vừa truyền đến, có thể nói là như một cái bạt tai tát thật mạnh vào mặt Trần Hùng và các nhân tài kiệt xuất. Trong mấy ngày liên tiếp, các nhân tài kiệt xuất thế gia và một số võ giả địa phương đều không có động tĩnh gì, mặt mũi xám xịt, hoàn toàn không dám phát ngôn bừa bãi. Quả thật đã bị vả mặt đến phát sợ. Nhưng chỉ sau 5 ngày yên lặng, các nhân tài kiệt xuất thành Thiên Lăng lại trở nên hào hứng. Âu Dương Hạo, một trong thất đại tân tú của thành Thiên Lăng đã trở về Tiêu Vân Tông. Hắn ta tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất và khiến tên kiếm nô này phải trả giá đắt. Hắn ta sẽ báo thù Lâm Nhất vì đã bắt sư đệ hắn ta quỳ gối bằng sự sỉ nhục gấp trăm lần, còn muốn lấy lại thể diện cho thành Thiên Lăng ngay trước mặt Khuynh Nhược U. Lời tuyên bố này vừa phát ra, tất cả võ giả thành Thiên Lăng đều xôn xao, nhiệt huyết trong lòng nhân tài kiệt xuất sôi trào. Cuối cùng cũng có yêu nghiệt thành Thiên Lăng chịu đứng ra tuyên bố giết Lâm Nhất, họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Âu Dương Hạo, một trong thất tú Thiên Lăng mới trở về Tiêu Vân Tông không bao lâu, chỉ 3 ngày sau cả thành Thiên Lăng đã náo động cả lên. Trong số 7 đại tân tú yêu nghiệt lại có thêm một kẻ nữa trở về. Còn là Cổ Dương, con cháu dòng đích của Cổ gia ở thành Thiên Lăng. Sau khi hắn ta nghe nói nhân tài của Cổ gia bị sỉ nhục trong buổi đấu giá sinh tử thì cũng giật mình phẫn nộ không kém, hắn tuyên bố Lâm Nhất ắt sẽ phải chết. Hai đại yêu nghiệt đồng thời xuất ngôn nói muốn giết chết Lâm Nhất thực sự làm cho lòng người phấn khởi. Bây giờ khắp nơi đều đang truyền miệng, chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện thì chắc chắn sẽ phải chết, sẽ phải chịu sự sỉ nhục gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện trong thành Thiên Lăng này. Nhưng những cảm xúc rung động khi hai tân tú này đồng thời xuất ngôn còn chưa kịp tan đi, trong thất tú Thiên Lăng lại có thêm 3 người nữa quay về. Lần lượt là hai huynh đệ Kim Triển và Kim Dực của Kim Gia, một thế gia luyện khí của thành Thiên Lăng, cùng với nhân tài nghịch thiên Tần Húc của Tần Gia, 3 người này không một ngoại lệ, cũng lần lượt mở lời nói Lâm Nhất chắc chắn sẽ phải chết trong tay của một người trong số bọn họ. Chẳng mấy chốc cả thành Thiên Lăng đã sôi sục như chảo dầu sôi. Thất tú Thiên Lăng chính là bộ mặt của cả thành Thiên Lăng này, cho dù tính trong khắp cả Lôi Châu thì cũng là những nhân vật nổi đình nổi đám. Được công nhận là, chỉ cần quần Long Thịnh Yến mở ra, yêu nghiệt nội bảng chắc chắn sẽ có một chỗ cho bọn họ. Lý do chẳng vì gì khác, chỉ bởi vì 7 người này vào một năm trước đó đều đã đạt đến cảnh giới tu vi âm dương đại thành, ai nấy đều tư chất người người. Ngạo nghễ khắp tám phương, khí độ bất phàm. Bọn họ sớm đã rời khỏi thành Thiên Lăng chu du khắp cổ vực Nam Hoa, trải nghiệm tu luyện khắp tứ phương, ánh mắt của bọn họ từ lâu đã không còn nằm trong phạm vi một thành này nữa. Nhưng bây giờ, năm trong số đó lại đã quay trở về làm mọi người cảm thấy có chút quái lạ. Có lẽ sự việc đã không chỉ đơn giản là giết chết Lâm Nhất nữa rồi, một mình Lâm Nhất cũng không đến mức bọn họ phải mất công tốn sức như thế. Trong mắt những nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng này, Lâm Nhất dù ngông cuồng nhưng mặt mũi vẫn chưa đủ to như vậy, đến mức khiến cho năm đại tân tú yêu nghiệt phải đặc biệt quay trở lại vì hắn. Sự việc bất thường ắt có vấn đề, rất nhanh sau đó đã có người nghe ngóng được nguyên do. Một tháng sau, trưởng lão của ba bá chủ hàng đầu trong cổ vực Nam Hoa là Tử Nguyệt Động Thiên, Bắc Tuyết Sơn Trang và Thiên Yêu Các sẽ tề tựu tại thành Thiên Lăng chiêu mộ đệ tử cuối cùng. Nghĩa là người được nhận sẽ do kẻ mạnh cảnh giới thiên phách đích thân chỉ điểm. Tin tức vừa truyền ra lập tức đã gây ra một trận náo động. Còn không đến nửa năm,
chỉ khoảng 4-5 tháng nữa là quần long thịnh yến sẽ bắt đầu, lúc này nếu như được trưởng lão cấp thiên phách chỉ điểm thì chắc chắn sẽ thăng tiến vượt bậc. Hơn nữa những người này cũng không phải thiên phách bình thường, ít nhất là những đỉnh cấp thiên phách đều đã mở được từ 3 phách trở lên. Nếu như có thiên phú vượt trội, thậm chí sẽ có cơ hội được thiên phách đại năng đã mở hết 7 phách đích thân chỉ điểm, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến máu trong người muốn sục sôi lên rồi. Kẻ mạnh thiên phách còn được xưng là tôn giả, nhưng phàm là tôn giả thì đều bận bịu việc tu luyện để củng cố tu vi, tìm kiếm cơ hội đột phá ranh giới cảnh giới tinh nguyên. Nhân vật tầm cỡ này, ngày thường rất hiếm khi xuất hiện, hoặc là bế quan hoặc là vân du. Đối với những kẻ mạnh này mà nói, thời gian là thứ vô giá, còn quý báu và quan trọng hơn rất nhiều so với những thiên tài địa bảo. Nếu không vì tranh đoạt long vận trong quần long thịnh yến, việc này đối với các đại tông môn mà nói rất là quan trọng, rất khó để được tôn giả bỏ ra mấy tháng thời gian chuyên dành cho việc chỉ điểm hậu bối. Tin tức truyền ra tất cả mọi người đều giật mình bừng tỉnh, chẳng trách năm đại tân tú đều vội vàng quay trở về. Đối với những yêu nghiệt cỡ như bọn họ mà nói, bọn họ không thiếu tài nguyên, cũng không ao ước vị trí đệ tử nòng cốt của cấp bá chủ. Nhưng nếu như có kẻ mạnh cảnh giới thiên phách bằng lòng chỉ điểm cho bọn họ, là ai cũng đều sẽ thấy động lòng. Nếu như có thể có được tôn giả thất phách chỉ điểm, vậy tốc độ tu hành chắc chắn là ngày đi ngàn dặm, lớn mạnh vượt bậc. Nếu may mắn hơn một chút, nói không chừng trong tháng cuối cùng sẽ có đột phá, thoát thai hoán cốt mà tăng tiến lên một tầng mới. Vốn là châu đứng đầu của cổ vực Nam Hoa, số lượng nhân tài trong lãnh thổ Lôi Châu nhiều vô kể, những châu khác khó lòng mà bì kịp được. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều lời đồn, một số thành chính lớn khác đều có thế lực cấp bá chủ đến ở, bọn họ mở tiệc mời quần hùng, chiêu mộ yêu nghiệt. Chẳng qua những yêu nghiệt này đều có ánh mắt cao hơn đầu, không phải thế lực bá cấp bá chủ nào cũng có thể lọt được vào mắt của bọn họ, Tử Nguyệt Động Thiên đương nhiên không cần nói, đó là bá chủ xếp hàng thứ nhất, chẳng có ai sẽ lựa chọn từ chối cả. Nếu không vào được Tử Nguyệt Động Thiên, vậy kém hơn nữa thì cũng phải là Thiêu Yêu Các, hoặc giả là Bắc Tuyết Sơn Trang. Thực lực của hai đại bá chủ này mặc dù kém hơn Tử Nguyệt Động Thiên một chút, nhưng cũng vượt xa các thế lực cấp bá chủ khác, ví như Thanh Mộc Các, Càn Vân Tông, Huyền Dương Điện. Lần này, ba đại bá chủ đồng thời tụ hội tại thành Thiên Lăng, có thể đoán ra được nó có sức hấp dẫn đến nhường nào. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, hai người Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm lúc nào thì mới trở về. Đến nay Thất Tú Thiên Lăng đã có 5 người quay về rồi, chỉ còn lại hai người kia là chưa thấy đâu mà thôi. Hai người cũng là những yêu nghiệt có thực lực mạnh nhất trong Thất Tú Thiên Lăng, bọn họ chính là nhân vật dẫn đầu trong cùng thế hệ của thành Thiên Lăng. 2 năm trước bọn họ đã lần lượt đánh bại yêu nghiệt nội bảng hướng thiên hà. Nhất là Sở Mộ Viêm của Tiêu Vân Tông, năm đó hắn ta đại thắng hướng thiên hà, khí phách hào hoa phong nhã, một người một thương đi đến Bắc Tuyết Sơn Trang muốn khiêu chiến với Nam Cung Vãn Ngọc. Mà Nam Cung Vãn Ngọc là nhân vật cỡ nào, hắn ta chính là thiên tài đệ nhất trong kiếm đạo của cổ vực Nam Hoa, chưa tiến vào tử phủ đã tham ngộ ra tiên thiên kiếm ý. Trong khóa quần Long Thịnh Yến lần trước, chẳng qua mới 17 tuổi mà đã vô cùng nổi bật, xếp vào hạng 10 người đứng đầu, trở thành một trong những tinh anh hàng đầu. Bây giờ đã mấy năm trôi qua, đương nhiên không cần phải nói, thực lực sớm đã mạnh đến mức sâu không lường được. Không có gì để nghi ngờ, trận chiến này chắc chắn sẽ là Sở Mộ Viêm thua cuộc. Tuy nói là hắn ta thua, nhưng vẫn thua một cách có khí phách, đỡ 32 nhát kiếm của Nam Cung Vãn Ngọc mới bị hạ gục. Điều này lập tức khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong những năm qua có không biết bao nhiêu người thách đấu với Nam Cung Vãn Ngọc, những người còn sống có thể đỡ được một nhát kiếm của hắn ta đã đủ kiêu ngạo. Những người có thể đỡ được 10 nhát kiếm thì như lông phượng củ ấu, ít càng thêm ít. Sở Mộ Viêm đỡ 30 nhát kiếm mới thua, có thể nói là đáng kinh ngạc, từ đó trở nên nổi tiếng, vang dội bốn phương, có danh vọng rất cao trong giới nhân tài kiệt xuất ở thành Thiên Lăng. Chỉ cần một câu nói sẽ có vô số tùy tùng nghe theo lệnh hắn ta. Trần Tử Ngọc cũng rất mạnh, không thua kém gì Sở Mộ Viêm, hắn ta luôn khiêm tốn, rất ít khi ra tay. Nhưng một khi ra tay thì rất hiếm khi thua cuộc. Hắn ta chính là con cháu dòng chính của Trần gia ở thành Thiên Lăng, nghe nói rất nhiều nhân tài bản gia ở Lôi Châu còn không bằng hắn ta. Năm đó hắn ta từng đánh nhau với hướng thiên hà,
theo lời đồn thì chưa tới 10 chiêu đã có kết quả thắng bại. Nhưng bất kể là Hướng Thiên Hà hay Trần Tử Ngọc đều không nói gì nhiều về trận chiến đó, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. So với Sở Mộ Viêm tự tin và kiêu ngạo, hắn ta mang lại cho người ta cảm giác kiềm chế và khiêm tốn. Thời điểm hắn ta khiến mọi người không dám khinh thường là khi hai huynh đệ Kim Triển và Kim Dực của Kim gia trong Thất Đại Tân Tú nói năng lỗ mãng, hoàn toàn đắc tội với hắn ta. Nhưng khi hai huynh đệ hợp lực vẫn chịu thiệt và vô cùng thảm hại trong tay Trần Tử Ngọc. Lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra Thành Thiên Lăng còn có một người có thực lực không yếu hơn Sở Mộ Viêm là bao. Hiện tại ngũ đại tân tú đều đã trở về, rất nhiều người đang thắc mắc Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm có về Thành Thiên Lăng hay không. Dù sao với thiên phú của họ, theo người ngoài thì họ không cần khảo hạch cũng đủ đạt điều kiện mà ba thế lực cấp bậc bá chủ đưa ra. Dù có về cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một tin tức đột nhiên truyền tới, có thể nói tin tức này đã gây chấn động, dấy lên sóng to gió lớn. Có người nhìn thấy Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc bí mật xuất hiện ở núi Lạc Thủy, ngỏ ý muốn gặp huynh Nhược U đang trú tạm ở đây, nhưng cả hai đều bị từ chối. Theo lời đồn, khi hai người xuống núi, vẻ mặt họ đều cực kỳ khó coi và u ám, sát ý quanh quẩn trên ấn đường khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này mới biết thì ra họ đã trở lại Thành Thiên Lăng từ lâu, chỉ là hành động khiêm tốn, không phô trương như những yêu nghiệt tân tú khác. Thẳng thừng tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất. Như vậy là thất đại yêu nghiệt tân tú của Thành Thiên Lăng đều đã về đủ. Lần này rất khó đoán trước, đã nhiều năm rồi Thành Thiên Lăng không náo nhiệt như vậy. Ngày thường chỉ một vị tân tú trở về đã đủ dấy lên con sóng không nhỏ, có thể gọi là chuyện lớn. Bây giờ các tân tú tề tụ, có thể nói là cả tòa thành trở nên vẻ vang phi thường. Nhưng chuyện Khuynh Nhược U từ chối cả Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm lại như một đám mây đen bao trùm trong lòng mọi người, không ai không vui vẻ nổi. Nguyên do trong chuyện này không cần phải nói nhiều, các nhân tài kiệt xuất địa phương Thành Thiên Lăng đều biết rõ. Trong hội đấu giá tử vong, sau khi bị Lâm Nhất cướp thần thạch tử diệu, Khuynh Nhược U đã trú tạm ở núi Lạc Thủy để tu luyện. Núi Lạc Thủy là một ngọn núi linh cao ngất lơ lửng trong Lạc Thủy Cư. Nghe đồn vị chủ nhân bí ẩn của Lạc Thủy Cư, Lạc Thủy Tôn Giả đang sống trong mây mù trên đỉnh núi đó. Nhưng chưa từng có ai chứng thực, dù là Khuynh Nhược U cao quý cũng chỉ được phép ở sườn núi. Khi tu luyện ở đây sẽ không ai được gặp, ngay cả tộc trưởng của các thế gia đến đây thăm cũng bị từ chối khéo léo. Có người đoán rằng U Nhược Điện Hạ bất mãn với Thành Thiên Lăng, nhưng không phất tay áo bỏ đi, nàng ta trú tạm ở núi Lạc Thủy để chờ đợi một kết quả. Chắc hẳn nàng ta không nuốt trôi cơn giận này, nếu không chút được cơn giận này, sớm muộn gì nàng ta cũng đổ lỗi lên đầu các nhân tài kiệt xuất ở Thành Thiên Lăng. Bây giờ nàng ta không chịu gặp Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, có thể thấy được cơn giận này lớn cỡ nào. Lâm Nhất sắp xong đời rồi. Sau chuyện này Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đều không lớn tiếng tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất như những tân tú khác. Nhưng tất cả những người chứng kiến vẻ mặt của họ lúc đó đều cảm thấy chuyện này không ổn, vẻ mặt của họ rất khó coi, không thể miêu tả được đáng sợ đến mức nào. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được đó là sự bình yên trước cơn bão, gió thổi báo giông bão sắp đến. Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc, hai nhân vật thủ lĩnh của các nhân tài kiệt xuất Thành Thiên Lăng, đều đã hạ quyết tâm giết người, hơn nữa còn vô cùng giận dữ, sát ý ngút trời sẽ khiến cả Thành Thiên Lăng chấn động. Bầu không khí ở Thành Thiên Lăng lập tức từ náo nhiệt vì thất đại tân tú tề tụ trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Trong sự yên bình này, ba ngày sau, trong sơn mạch Thiên Lăng dài vô tận ở ngoài thành đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang cao vạn trượng phóng thẳng lên trời. Tia kiếm quang kia như một ngọn núi đâm lên từ mặt đất, cao ngất như thể đâm thủng một lỗ trên bầu trời. Là mật cảnh kiếm tông. Các nhân tài kiệt xuất địa phương ở Thành Thiên Lăng đều không xa lạ gì với dị tượng này. Lôi châu rộng lớn nhưng đều được xây dựng trên di tích của Kiếm Tông, núi Thiên Lăng bên ngoài Thành Thiên Lăng chính là một trong bảy đỉnh núi chính của Kiếm Tông năm đó. Bên trong lãnh thổ Lôi Châu, cứ thỉnh thoảng sẽ có mật cảnh được sinh ra, mật cảnh cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ. Nhân tài của Lôi Châu có thể vênh váo,
nhưng mắt coi khinh tám châu khác vì linh khí bên trong lãnh thổ này vốn dĩ đã dồi dào hơn những nơi khác, hơn nữa còn bởi vì mật cảnh ở đây rất nhiều. Bầu không khí đầy áp lực của thành Thiên Lăng lập tức bùng nổ, cả tòa thành trì như một chảo dầu sôi lục bục. Châu đứng đầu Nam Thành, trong lãnh thổ của Lôi Châu có mật cảnh được sinh ra, nhưng lần này mật cảnh kia lại đến thật là đúng lúc, vừa hay bảy đại tân tú yêu nghiệt đều đã có mặt ở đây. Bên ngoài núi Viêm Long, thiếu niên đang nhắm mắt khổ sở tu luyện bỗng lúc này lại mở bừng ra, nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ vô cùng rung động kia thì hai mắt sáng lên lấp lánh, phong mang như điện, bắn ra ánh mắt sắc bén đâm thủng cả hư không. Kiếm Tông, không hề xa vời. Mấy nghìn năm trước đã thống trị cả cổ vực Nam Hoa, duy kiếm độc tôn, không ai dám không tuân theo. Nghe nói đây là một tông môn tồn tại tương đối lâu đời, truyền thừa lâu đến nỗi khó có thể truy tìm được nguồn gốc của nó nữa. Chỉ tính đến những di tích còn sót lại bây giờ thôi đã đủ để nhìn ra được chút manh mối, đây đã từng là một tông môn cực kỳ huy hoàng, có vô số lịch sử sáng chói. Nhưng không biết vì sao, tông môn lớn mạnh mà không bá đạo này lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong một kiếp nạn lớn. Kiếm Tông vốn không phải là một tông môn thượng cổ, sự diệt vong của nó chỉ vào mấy nghìn năm trước, theo lẽ thường mà nói, ít nhất cũng phải có vài lời đồn lưu lại. Nhưng trên thực tế thì ai cũng không biết nguyên nhân rốt cuộc vì sao mà năm đó bá chủ Nam Thành lại bị diệt vong. Đến cả Thiên Kiếm Tông có được một phần truyền thừa cũng không có ghi chép gì về phương diện này, đến nay lãnh đạo cấp cao của chín đại bá chủ cũng đều giữ kín như bưng về vấn đề này. Luôn mang đến cảm giác có thành phần âm mưu và quỷ kế gì đó, sự thật từ đầu đến cuối đều chỉ nằm trong tay của một bộ phận nhỏ. Nhưng bất kể ra sao, một khi có mật cảnh của Kiếm Tông sinh ra, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nhân tài thế gia đổ xô chạy đến. Nhất là kiếm khách, một khi gặp được thì bọn họ thà là chết ở trong đó cũng không muốn bỏ lỡ. Kiếm Tông, lấy kiếm lập tông, đương nhiên sẽ có truyền thừa kiếm đạo vô song. Chỉ cần tìm được một miếng vảy hay một góc móng của nó đã đủ để cho tu vi kiếm đạo của bản thân thăng tiến vùn vụt. Mỗi lần mật cảnh của Kiếm Tông mở ra sẽ luôn có một bữa đại tiệc, nhân tài khắp tứ phương của thành Thiên Lăng đều sẽ tụ tập về đây. Nếu những thành thị khác cách không xa thì nhân tài của những nơi đó ắt sẽ đến để chung vui, mật cảnh dù gì cũng tương đối là có sức hấp dẫn. Lúc này, bên trong trần phủ của thành Thiên Lăng, hai huynh đệ Trần Tử Ngọc và Trần Hùng yên lặng đứng trên một tòa lầu cao bên trong viện phòng, ánh mắt nóng bỏng ra xa nhìn vào kiếm quang sộc thẳng lên trời bên trong sơn mạch Thiên Lăng. Đại ca, nhìn kiếm quang này e là sau hai ngày nữa mật cảnh sẽ hoàn toàn mở ra, đáy mắt Trần Hùng đầy hưng phấn nói, đại ca, lần này huynh trở về thật đúng lúc, với thực lực của đại ca, những thiên tài địa bảo và võ học truyền thừa bên trong đó chắc chắn sẽ thuộc về Trần gia chúng ta hết. Đợi đến khi ba đại bá chủ đến đây chiêu mộ nhân tài thì chúng ta sẽ dẫm hết đám tân tú khác dưới chân. Thất đại tân tú tượng trưng cho quyền lực và cá nhân, mặc dù nói bọn họ có chung ý thù địch rất sâu với Lâm Nhất, nhưng giữa bọn họ cũng cạnh tranh rất gay gắt. Dù gì, ai cũng đều không muốn ngang hàng với những người còn lại. Thất tú Thiên Lăng, một mình nổi trội há không phải tốt hơn sao? Trần Tử Ngọc trầm lặng không nói. Ánh mắt của hắn ta rơi lên người Trần Hùng, cất lời, ta nghe nói trong buổi đấu giá tử vong, đệ đã thua trong tay người kia, thua tương đối thê thảm. Trần Hùng nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, cúi đầu không nói gì. Đâu chỉ thê thảm, sóng gió trong buổi đấu giá tử vong ngày đó, hắn ta và Dương Vân Bằng của Tiêu Vân Tông là thảm hại nhất, đồng thời phải quỳ trên mặt đất mà không thể nhúc nhích, hết sức nhục nhã. Quả thực có chuyện này. Trần Hùng nghiến răng, nói lý nhí. Tu vi, thực lực của người đó thế nào? Trần Tử Ngọc gương mặt lạnh lùng anh tuấn, hắn ta có nghe nói qua về sóng gió của buổi hôm ấy, nhưng muốn nghe đích thân Trần Hùng nói lại. Tu vi rất thấp, chẳng qua chỉ là cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đỉnh phong, nhưng kiếm ý trên người hắn lại đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Viên mãn đáng sợ. Trần Hùng hơi khó mở miệng, mặc dù kiếm ý của đối phương mạnh đến mức khoa trương, nhưng hắn ta lại thua bởi một kiếm duy nhất trong tay đối phương. Rõ là nhục nhã cực kỳ, quả thực là nhục nhã đến mức khó mà mở lời ra được. Người này buộc phải chết, nếu không cơn giận của U Nhược Điện Hạ sẽ không thể tiêu tan được, nếu chút giận xuống thì chúng ta sẽ chẳng có hậu quả tốt đẹp.
Trần Tử Ngọc lạnh lùng nói, đáy mắt có hàn mang lập lòe, sát ý lóe lên. Đại ca, chẳng lẽ lời đồn là thật? Trần Hùng ngạc nhiên nói, hắn ta nghe nói đại ca và Sở Mộ Viêm đều đến bái phỏng Khuynh Nhược U nhưng lại bị từ chối gặp mặt. Trần Tử Ngọc không đáp lời, mặt vô cảm khẽ gật đầu. Không phải chứ, điện hạ U Nhược mặc dù tài hoa phong nhã, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng với thiên phú của đại ca huynh cũng không cần thiết phải để tâm đến nàng ta chứ. Giọng của Trần Hùng yếu ớt nói, theo như hắn ta nghĩ. Địa vị của Khuynh Nhược U tôn quý, được Tử Nguyệt Động Thiên coi như tiểu công chúa, đám người như bọn họ đương nhiên chẳng xứng để sách dép cho nàng ta. Nhưng đại ca cũng là rồng là phượng trong mắt mọi người, có tố chất bất phàm, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội để đứng ngang hàng với Khuynh Nhược U. Trần Tử Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta quát, để hiểu cái gì. Chỉ nói về thiên phú võ đạo thôi thì nàng ta đã khiến ta theo không kịp rồi, huống hồ còn là con gái động chủ đời trước của Tử Nguyệt Động Thiên, để thực sự cho rằng nguyên nhân nàng ta được coi như tiểu công chúa chỉ bởi vì vẻ đẹp hay sao. Những năm gần đây phụ thân nàng ta không thấy xuất hiện, nhưng nghe nói là cao thủ tinh quân hiếm thấy ở cổ vực Nam Hoa. Ta và Sở Mộ Viêm đều muốn gia nhập Tử Nguyệt Động Thiên, nhận được sự chỉ dẫn của tinh quân. Trần Hùng hít sâu vào một hơi, hoàn toàn không ngờ phụ thân nàng ta lại là cao thủ tinh quân. Chẳng trách bình thường nàng ta kiêu ngạo như vậy, nhưng ở buổi đấu giá tử vong bị cướp thần thạch tử diệu cũng nhẫn nhịn. Với tính cách kiêu ngạo của nàng ta, quả thật không thể ra tay với Lâm Nhất. Hừ, cho dù không có Khuynh Nhược U, hắn sỉ nhục đệ trước mặt mọi người, còn làm vỡ chuông huyền âm của Trần gia ta. Ta cũng phải giết hắn bằng được. Trần Tử Ngọc lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh băng dọa người. Từ đầu đến chân hắn ta lượn lờ một luồng khí lạnh nhàn nhạt, nhìn giống như có một lớp khói lạnh mỏng manh quấn quanh thân. Chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy như rơi vào hố băng, dường như hồn phách cũng bị đóng băng. Đó là dị tượng khi tu luyện Hàn Bí Quyết của Trần gia đến cảnh giới cao nhất mới có được. Nhưng bây giờ thất đại tân tú tề tựu ở thành Thiên Lăng, đám người Âu Dương Hạo lần lượt tuyên bố sẽ giết chết hắn, e là hắn đã bị dọa sợ bỏ chạy từ lâu rồi. Hơn nữa, kiếm ý của tên nhóc đó quả thật mạnh đến mức khủng khiếp, có thể gọi là yêu nghiệt. Nhớ lại quá trình giao đấu với Lâm Nhất ngày hôm đó, Trần Hùng vẫn kiêng dè không thôi. Kiếm ý tiên thiên, phong mang vô biên, sống chết không sợ, nhưng cũng không phải vô địch. Nếu không thì trong quần Long Thịnh Yến đợt trước, Nam Cung Vãn Ngọc đã không chỉ xếp hạng 10, ít nhất trong Tam Tiểu Vương phải có một vị trí của hắn ta, nhưng hắn ta lại không được. Trần Tử Ngọc bình tĩnh thản nhiên nói, mắt nhìn của đệ vẫn còn quá thấp, có rất nhiều cách để đối phó. Trần Hùng nghi hoặc, bây giờ chỉ nghĩ lại kiếm ý sắc bén của Lâm Nhất trong trận chiến ngày hôm đó thôi, hắn ta đã cảm thấy da đầu tê dần. Thật sự có cách để đối phó sao? Nhưng nếu đại ca đã lên tiếng thì chắc chắn là thật, hắn ta không dám nói thêm. Còn bị dọa chạy mất, yên tâm đi, loại người xuất thân từ nơi cằn cỗi sỏi đá đó thấp hèn mà lại nhỏ bé, đều là kẻ ghê gớm thường xuyên đương đầu với nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có giác ngộ đi liều chết, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhất là kiếm khách, hắn gặp được di tích kiếm tông, dù có mất mạng cũng sẽ không bỏ chạy vì bị dọa sợ, nếu không sẽ đi ngược với bản tâm hắn. Sớm muộn cũng sẽ trở thành ma chướng trong lòng hắn. Trần Tử Ngọc mặc một bộ quần áo màu tím, trong đêm tối vô cùng nổi bật, khí độ siêu phàm. Lời hắn ta nói, Trần Hùng khó mà hiểu được. Nhưng đó cũng là lý do vì sao Trần Hùng chỉ là nhân tài bình thường, còn Trần Tử Ngọc là yêu nghiệt tân tú, tầm nhìn cao thấp khác nhau. Kiếm khách như thế một khi quật khởi chắc chắn sẽ là đứa con của trời. Đáng tiếc. Gặp phải Trần Tử Ngọc ta, mấy năm ta đã giết rất nhiều kiếm khách còn kiêu ngạo hơn hắn, dám sỉ nhục người của Trần gia ta, chết đã là hời cho hắn rồi. Trần Tử Ngọc bình tĩnh nói, giống như chỉ đang nói về một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Phong thái này càng khiến hắn ta trở nên cao thâm khó dò trong màn đêm, khiến người ta ngưỡng vọng. Trần Hùng ở bên cạnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như đã nhìn thấy cảnh Lâm Nhất bị hắn ta đạp dưới chân. Hung hăng sỉ nhục. Bên ngoài núi Viêm Long, trong một sơn cốc, có tiếng gió rít gào không ngừng, trong gió tiếng sấm liên miên, thỉnh thoảng lại có tia chớp xé rách bầu trời.
Trong sơn cốc đó, Lâm Nhất ngồi khoanh chân dưới đất, toàn thân hắn có 9 tia chớp dữ tợn như chăn sấm không ngừng chuyển động, tỏa ra ánh chớp lấp lánh bao trùm lấy hắn. Vù! Khi Lâm Nhất mở hai mắt ra, sức mạnh phong lôi khiến đất trời sinh ra dị tượng lập tức biến mất. Dường như trong lúc hô hấp, thiếu niên có thể khống chế dị tượng đất trời hào hùng bá đạo này, thu phóng tự nhiên, tùy theo ý mình. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, tiện tay vứt ngũ nhuệ lôi tinh đã cạn linh khí đi. 10 ngày nay hắn luôn ở đây luyện hóa ngũ nhuệ lôi tinh, thương long cửu biến tiến bộ nhanh chóng. Khi viên ngũ nhuệ lôi tinh cuối cùng được luyện hóa xong, long văn trên người hắn từ 5 tăng lên 9. 9 đường long văn cổ xưa mà hùng hậu chiếm cứ trên người, giống như những con dao long dữ tợn, có sức uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Vẻ ngoài của hắn không cường tráng, nhưng dưới thân xác trông có vẻ mong manh lại ẩn chứa sức mạnh thương long cuồn cuộn, thậm chí sắp tràn ra ngoài cơ thể. Chỉ hơi chuyển động một chút, trong lỗ chân lông toàn thân mơ hồ tỏa ra ánh sáng của ngọc, trong lúc bước đi dường như có thánh quang lượn quanh. Thuần khiết linh động như ngọc, lại bao la cuồn cuộn như đại dương, giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh thương long chấn động đất trời. Đó chính là sự lột xác của Lâm Nhất sau khi thương long cửu biến đạt 4 thành, thay ra đổi thịt. Trừ điều đó ra, tu vi vốn rất khó tiến bộ của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới dương huyền đại thành đỉnh phong, giống như linh chỉ đã đầy, trải qua nhiều lần lắng đọng ngưng luyện, ăn sâu bén dễ đến mức tựa dãy núi nguy nga khó mà lay chuyển, không thể ngưng luyện hơn nữa. Chỉ còn thiếu một bước ngoặt nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới dương huyền đỉnh phong viên mãn, đến lúc đó thực lực sẽ tăng vọt thêm nữa. Ánh mắt Lâm Nhất như tia chớp lia về phía xa. Ở cuối tầm nhìn, kiếm quang mà hắn nhìn thấy hai ngày trước đã thêm rực rỡ, khe nứt bị nó chém ra trên không trung cũng trở nên rõ rệt. Chỉ cần mắt thường là có thể nhìn thấy, dường như khe nứt đó thông đến một tiểu thế giới bí ẩn nào đó. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhiều khí tức tà ác màu đen nhân cơ hội khe nứt mở rộng mà tràn ra ngoài. Bí cảnh sao? Lâm Nhất đến Lai Châu đã muốn đi tìm bí cảnh kiếm tông để tu vi kiếm đạo của mình tiến bộ thêm. Nhắc tới, bá kiếm của hắn truyền thừa kiếm tông, cũng được xem là có liên hệ về tình về lý đều nên đi một chuyến. Chỉ là, hắn đắc tội với nhân tài các thế gia ở thành Thiên Lăng và đệ nhất đại tông, không cần nghĩ cũng có thể đoán được sẽ có điều gì đang chờ hắn. Núi Thiên Lăng nguy nga trải dài, chứa đầy sự cám dỗ vô tận, nhưng lại giống như một con hổ khổng lồ dữ tợn chống trời, để lộ răng nanh lạnh lẽo, há to miệng. Chuyến đi này cửu tử nhất sinh. Nhưng Lâm Nhất không thể không đi, không có lý do nào để sợ hãi. Hắn tự nhủ chỉ cần không có cao thủ tiền bối phá hoại quy tắc, cho dù thất tú Thiên Lăng tề tựu, kiếm trong tay hắn cũng có thể giết ra một con đường máu. Huống hồ hắn là kiếm khách, vốn đã nhảy múa trên mũi đao. Kiếm ý tiên thiên vốn phải mài giũa trong sinh tử mới có thể mài ra được mũi nhọn sắc bén nhất, mới có thể tỏa sáng rực rỡ, làm kinh ngạc tám phương lúc xuất kiếm. Kiếm này không sợ sinh tử. Tâm này quyết tiến không lùi. Trong dãy núi Thiên Lăng dài vô tận, kiếm quang hào hùng chọc thủng trời xanh kia tỏa ra uy áp vô thượng. Cho dù là cao thủ cảnh giới thiên phách đối diện với kiếm quang đáng sợ, e rằng cũng sẽ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Hai ngày trước, khi kiếm quang mới xuất hiện, nơi này đã thu hút rất nhiều võ giả đến xem. Mọi người tụ tập trên một hoang nguyên của dãy núi, ngắm nhìn từ xa, không dám tùy tiện tiến tới. Bọn họ đều đang chờ đợi, đợi kiếm quang kia hoàn toàn xé rách lối vào bí cảnh mới là thời cơ thật sự để tiến vào trong đó. Nếu không, tùy tiện đi vào, không chết cũng bị thương. Mỗi lần có bí cảnh xuất hiện ở Lôi Châu đều sẽ thu hút nhân tài và thế lực bốn phương lũ lượt kéo đến, tạo thành quang cảnh một đại hội quần hùng chân chính. Thành Thiên Lăng ở Lôi Châu chỉ là một trong 7 tòa thành chính, nhưng nội hàm của nó lại không hề thua kém châu thành nào ở bên ngoài. Khi Lâm Nhất cưỡi huyết long mã lặng lẽ đi đến một ngọn núi ở bên rìa mới hiểu được một ít về độ rộng quan hệ, độ sâu nội tình của nó. Hoang nguyên rộng rãi dưới kiếm quang người đông như kiến, dày đặc san sát, khiến người ta nhìn vào phải cảm thán. Sức hấp dẫn của bí cảnh này còn lớn hơn gấp mấy lần so với buổi đấu giá tử vong trước kia. Sức hút lớn đến mức có thể gọi là khủng khiếp. Trên bầu trời xung quanh thỉnh thoảng lại có bóng người bay qua,
còn có nhiều cao thủ cưỡi yêu thú phi hành lượn vòng bên trên. Náo nhiệt thật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhất âm thầm chậc lưỡi. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn ra xa, hướng về kiếm quang hào hùng thô to đâm thẳng lên trời mây ở giữa dãy núi. Hắn mơ hồ cảm giác được một sự dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ mà khó hiểu, có lẽ là làn sóng dao động từ bí cảnh thoát ra ngoài qua khe nứt. Không hổ là bá chủ duy nhất của Nam vực khi xưa, duy kiếm độc tôn, chớ dám không tuân, có thể hô khẩu hiệu thế này thì có thể tưởng tượng ra phong thái của kiếm tông năm xưa. Lâm Nhất đứng nhìn từ xa, không hành động tùy tiện. Hắn biết tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông chắc chắn có thể đoán được mình sẽ tới. Ánh mắt hắn tùy ý lướt qua một vòng, nhìn thấy nhiều đệ tử mặc đồng phục của Tiêu Vân Tông. Ánh mắt vô cùng sắc bén giả quét trong hoang nguyên người người qua lại, rõ ràng là đang tìm kiếm ai đó. Tìm ta sao? Xét về độ rộng lớn nhân lực và thế lực thì chắc chắn là Tiêu Vân Tông, đệ nhất đại tông của thành Thiên Lăng, đứng hàng đầu, lực lượng điều động của tông môn nhiều hơn thế gia gấp mấy lần. Nếu thật sự muốn đánh lén mình, Tiêu Vân Tông chắc chắn sẽ là chủ lực. Đương nhiên, lực lượng mà những thế gia khác sử dụng cũng sẽ không ít, một khi phát hiện ra Lâm Nhất cũng sẽ không nương tay. Vụt! Lâm Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi đó có nhiều khí tức mạnh mẽ đang xé gió lao tới, đáp xuống vị trí cách kiếm quang vô cùng gần. Không chỉ có hắn, nhiều người trên hoang nguyên đều nhìn sang, bọn họ cũng cảm nhận được khí tức không tầm thường. Chẳng mấy chốc đã có tiếng hò hét liên tục vang lên. Là Kim Triển và Kim Dực, hai huynh đệ Kim gia ở thành Thiên Lăng, cùng là thất đại yêu nghiệt Tân Tú. Trong các thế gia cũng chỉ có Kim gia đồng thời ra đời hai yêu nghiệt, được gọi là sao đôi. Nghe nói hai người này đã đạt tu vi cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong từ lâu, được mệnh danh vô địch trong cùng cảnh giới. Âu Dương Hạo của Tiêu Vân Tông cũng đã đến. Lại có người hô lên, nhìn về phía một thanh niên tuấn tú lạnh lùng mang theo trường thương, trầm giọng nói. Âu Dương Hạo, hắn ta là thất đại Tân Tú đầu tiên đến thành Thiên Lăng trong mấy ngày nay, cũng là Tân Tú đầu tiên tuyên bố sẽ giết chết Lâm Nhất. Không lâu sau, lại có hai tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, mấy thanh niên tuấn tú khí phách siêu phàm, phong thái vô địch đáp xuống gần kiếm quang. Là Tần Húc của Tần gia ở thành Thiên Lăng và Cổ Dương của Cổ gia, hai người cũng nằm trong thất đại yêu nghiệt Tân Tú, khí chất không hề thua kém ba người nhóm Âu Dương Hạo. Dưới sự chiếu sáng của kiếm quang, trên người bọn họ tỏa ra hào quang nhàn nhạt, giống như thánh huy lan tràn, càng hiện rõ không tầm thường. Trong đám đông lại vô cùng nổi bật, được mọi người chú ý. Ánh mắt mọi người toát ra sự nóng bỏng và ngưỡng mộ, nhưng lại có chút kiêng dè. Vị trí năm người này đứng cách kiếm quang rất gần, một khi lối vào bí cảnh được mở ra hoàn toàn thì chắc chắn sẽ vào đó trước một bước. Nhưng kiếm quang đó rất sắc bén. Người bình thường không thể tiếp cận, bất cần một chút là sẽ bị đâm thành muôn nghìn lỗ, thê thảm không nỡ nhìn. Do đó, ánh mắt mọi người mới phức tạp như vậy, vừa thán phục thực lực của Thất Tú Thiên Lăng, vừa có chút bất lực. Nếu bí cảnh có trọng bảo thì chắc chắn hơn phân nửa sẽ bị đám người đó lấy đi, còn bọn họ chỉ có thể nhặt nhạnh vài bảo bối mà mấy người đó không thèm, chỉ đành hy vọng mình may mắn. Đó là Thất Tú Thiên Lăng sao? Trong lòng Lâm Nhất âm thầm cân nhắc, năm người này quả thật tài giỏi, tinh khí toàn thân cuồn cuộn như biển, tu vi dồi dào ngưng luyện, đứng dưới kiếm quang giống như mặt trời rực cháy. Trong kiếm quang mênh mông chứa kiếm ý vô cùng sắc bén, mấy người họ ở gần như vậy lại bình thản tự nhiên, rõ ràng đều có thủ đoạn đối phó với kiếm ý. Không biết đối diện với kiếm ý của ta, có thể ung dung như vậy nữa không? Lâm Nhất lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Kiếm ý thiên thiên của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn, không ngừng rèn luyện trong sinh tử, lại có Tử Diên kiếm quyết và Bá kiếm gia cường, kiếm ý tầm thường không thể so sánh được. Ầm ầm. Vùng đất nơi này đột nhiên có tiếng nổ vô cùng kịch liệt vang vọng hư không, khiến màng nhĩ người ta đau đớn vô cùng. Mọi người hơi biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn. Dưới chân núi, hai bóng người giống như tàn ảnh kinh hồng ngưng tụ thành đuôi lửa thật dài. Như sao chổi quét qua bầu trời, bay vụt tới. Trước sự biến huyễn nhanh chóng đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đường viền bóng người. Nhưng chỉ với đường viền như vậy, đám đông bên dưới dường như đồng thời hô lên tên hai người này.
Sở Mộ Viêm, Trần Tử Ngọc. Nhân vật dẫn đầu trong số nhân tài trẻ tuổi của Thành Thiên Lăng, cũng là yêu nghiệt sáng chói nhất trong Thất Tú Thiên Lăng. Tên của hai người họ đã như sấm đánh bên tai từ lâu, trong Thành Thiên Lăng gần như là truyền kỳ. Trong lòng nhiều người lập tức dao động không thôi, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Hai người họ thật sự trở về rồi. Không hổ là nhân vật dẫn đầu của nhân tài Thành Thiên Lăng chúng ta, thanh danh cỡ này có lẽ hai năm nay thực lực lại có tiến bộ. Đáng sợ, chỉ riêng khí tức thôi đã có chút không thể nhìn thẳng, hai người quả thật quá mức chói mắt. Lần này Thất Tú Thiên Lăng đồng thời đến đây, không biết lát nữa sẽ giết Lâm Nhất trước hay là vào thẳng trong bí cảnh. Nghĩ nhiều quá rồi, bảy người này làm sao có thể thật sự để Lâm Nhất vào mắt, một khi gặp phải cũng chỉ là chuyện tiện tay bóp chết. Chắc chắn là vào bí cảnh trước, Lâm Nhất làm gì quan trọng bằng, giết chết hắn chỉ là chuyện tiện thể mà thôi. Trong tiếng huyên náo, có người hỏi bảy người này có chờ Lâm Nhất xuất hiện hay không, sau đó thì lập tức bị người khác phản bác. Thậm chí nhiều người cảm thấy có Thất Tú Thiên Lăng ở đây, Lâm Nhất sẽ không dám hiện thân. Hắn gây ra được chút sóng gió cũng chỉ là nhân lúc Thất Tú Thiên Lăng không có ở đây mà thôi. Đừng nói tới Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, chỉ cần một người trong số họ đã có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Bây giờ Thất Tú đều ở đây, hắn còn dám xuất hiện không phải là tự tìm chết hay sao? Có lẽ là đã kẹp đuôi vào, lặng lẽ chuồn đi như con chó rồi. Vù! Trước ánh nhìn của mọi người, Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc đồng thời đáp xuống ngọn núi gần kiếm quang nhất. Hai người đứng đối diện nhau, trong mắt lấp lánh ánh sáng, mơ hồ giống như đang đấu tranh kịch liệt. Tới cũng nhanh thật. Trên người Trần Tử Ngọc được che phủ bởi một lớp xương mỏng như có như không, trăm trượng quanh người hắn ta toát ra sự sắc bén, gió lạnh như dao, từng nhát dao đâm thấu xương. Người cũng không chậm. Sở Mộ Viêm lạnh lùng nghiêm nghị, trên lưng vác một cây trường thương màu tím. Rất nhiều người ở Thành Thiên Lăng đều biết cây thương này, nó tên là Tử Ảnh, là bảo binh thượng phẩm truyền thừa nghìn năm trong Tiêu Vân Tông, chỉ có đệ tử yêu nghiệt nhất mới có được. Bản thân cây thương đã có danh tiếng rất lớn, có thể sở hữu nó tức là vinh quang vô hạn. Khi xưa hắn ta nhờ vào thương này, đỡ được 32 kiếm của Nam Cung Vãn Ngọc mới vang danh tám phương. Trần Tử Ngọc nhìn kiếm quang hào hùng cách xa nghìn mét, ở trung tâm kiếm quang đã có khe nứt, nhưng kiếm mang sắc bén quanh khe nứt vẫn sắc bén, không suy yếu bao nhiêu. Lúc này không phải lúc tốt nhất để vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.